cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 2201, bàn về không biết xấu hổ không thể thua. Không sợ mình cũng được, nhiếp ra cũng được, lấy cái gì đối kháng cùng trọng tài hội. Coi như là dòng chính và dòng thứ, gặp phải trọng tài hội, vậy cũng phải đàng hoàng, khách khí. Lần này, tựa hồ có chút phiền toái. Bất quá, trọng tài hội gì gì, tới giờ Diệp Oản Oản cũng chưa từng gặp. sốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Nàng cũng không rõ ràng. Tiểu Phong, Trọng tài hội là chế độ ngự trị, định ra quy tắc của độc lập 12 châu. Một bên, Ôn Tử Nhiên mở miệng nói, độc lập 12 châu đều phải tuân thủ luật pháp và chế độ của Trọng tài hội, bao gồm cả việc cấm sử dụng súng đạn, cũng là do Trọng tài hội đặt ra. Một khi không tuân theo, Trọng tài hội sẽ trực tiếp ra mặt, ai cũng không cứu được người không tuân theo cấm lệnh. Điểm này em hiểu rõ." Diệp Oản Oản nói. Ở trong trí nhớ của Diệp Oản Oản năm đó đại ca nhiếp vô danh suýt chút nữa trở thành cố vấn của trọng tài hội chỉ bất quá khi đó bị nhiếp vô danh cự tuyệt diệp oản oản thật không ngờ tới trọng tài hội lại có thể khủng bố như vậy cũng còn may em đã sớm có chuẩn bị bàn về không biết xấu hổ em còn có thể bại bởi dòng chính sao khóe miệng diệp oản oản khẽ nhếch lên nở một nụ cười lạnh sáng sớm hôm sau nhiếp ra ở trong sự lo lắng chờ đợi của diệp oản oản nhiếp chủ mẫu và gia chủ, cuối cùng cũng quay trở về. Vào giờ phút này, bên trong đại sảnh nhiếp gia, nhiếp chủ mẫu và gia chủ ngồi ở ghế trên, Diệp Oản Oản bồi ở bên cạnh hai người. Nhìn bộ dáng của nhiếp chủ mẫu và gia chủ, dường như dòng chính cũng không làm gì hai người bọn họ, hẳn chẳng qua chỉ là giam giữ thông thường mà thôi, ngay cả một vết thương ngoài ra cũng không thấy. Vô yêu, lần này nhờ có con rồi, nhiếp chủ mẫu kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản, mở miệng nói cha mẹ hai người không có việc gì là tốt rồi diệp oản oản ý cười đầy mặt chỉ cần cha mẹ không có việc gì tâm trạng nàng liền có thể buông lỏng được phần nào hiện nay diệp oản oản cũng không cách nào chịu đựng nổi cảnh mất đi người thân thêm một lần nào nữa vô yêu đại ca con đâu nhiếp gia chủ quan sát chung quanh cũng không thể thấy được bóng dáng của nhiếp vô danh cha đại ca anh ấy trước đây có nhận một nhiệm vụ đi nơi khác Hẳn là phải cần thời gian rất lâu mới có thể trở lại." Diệp Oản Oản nói. Sớm từ lúc trước, Diệp Oản Oản đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ đối với nhiếp chủ mẫu và gia chủ chuyện nhiếp vô danh. Một khi không tuân theo, đuổi ra khỏi nhiếp gia. Mau nhanh nói với đại ca con, bảo nó sớm quay trở lại một chút. Chuyện giữa dòng chính và dòng thứ, nhiếp gia chúng ta cũng không cách nào đứng ngoài cuộc được." Nhiếp gia chủ cau mày nói. "Cha con có từng nói qua với anh trai nhưng bây giờ anh ấy lại không có mặt ở độc lập châu mà ở quốc gia khác hiện tại bởi vì sắp phát sinh chiến sự độc lập châu đều bị phong tỏa anh ấy muốn trở về cũng không về được diệp oản oản nói tiểu tử thúi này audio điện tử võ tấn bền nhiếp gia chủ hư lạnh một tiếng đại ca con nếu như được bằng một nửa con ta và mẹ con có chết cũng đều có thể nhắm mắt cha mẹ thật ra thì, ca ca anh ấy, thật sự rất tốt, hai người không nên trách anh ấy nữa, trước nhiệm vụ anh ấy nhận, con cũng đồng ý. Cũng không ai biết sẽ đúng lúc như vậy, đại ca mới vừa đi, liền phát sinh loại chuyện này. Diệp oản oản sau một hồi yên lặng, mới mở miệng nói. Liền như vậy, nhiếp gia chủ mẫu lắc đầu một cái, chúng ta cũng đã quen rồi. Chẳng qua là, chiến tranh lần này giữa dòng chính và dòng thứ, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác ta là nghiêng về dòng thứ cha mẹ nghiêng về dòng thứ chuyện này hoàn toàn ở trong dự liệu của diệp oản oản trước đó vừa bị dòng chính bắt lại nhốt mới vừa được thả ra nếu như quay đầu liền ủng hộ dòng chính đó mới gọi là gặp quỷ nhiếp linh lung cái con bạch nhãn lang kia hàn quang trong mắt nhiếp gia chủ lóe lên lập tức phát ra lệnh truy nã của nhiếp gia không tiếc bất cứ giá nào bắt con nhãi danh đó lại cho ta bây giờ nhiếp chủ mẫu và gia chủ cũng không biết tin tức nhiếp linh lung đã chết. Thế cục bây giờ hỗn loạn như vậy, nếu như tại giờ phút quan trọng này nói ra chân tướng cho bọn họ, vạn nhất cha mẹ bị kích thích làm ra chuyện gì đó, hậu quả khó mà lường được. chương 2202, Cùng tử vong hoa hồng khai chiến. Sau khi đoàn tụ với nhiếp gia chủ và chủ mẫu một phen, Diệp Oản Oản ngay lập tức quay trở về không sợ minh. Dựa theo điều ước chiến sự đã ký, không sợ Minh nhất định phải ở trong vòng 3 ngày tuyên bố đạt thành hợp tác chiến lược cùng dòng chính. Nhưng mà, mãi cho đến ngày thứ ba, không sợ Minh lại chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Không sợ Minh, phòng hội nghị. Giờ phút này, tất cả cao tầng trong không sợ Minh đều đã đi tới, mà trừ không sợ Minh ra, còn có tử vong hoa hồng trước đó được Diệp Oản Oản sáng lập ra. Đám người tiểu Loli và Hải Địch, V, V, nhìn lấy Diệp Oản Oản, đoạn thời gian vừa rồi đã là bao lâu, bọn họ còn tưởng rằng lão bản nhà mình đã quên mất bọn họ rồi chứ. Bây giờ sự phát triển của Tử Vong Hoa Hồng còn tính là thuận lợi. Giai đoạn sơ khai thì có tiền vốn của không sợ mình ủng hộ, hóa giải đi phần lớn áp lực. Đoạn thời gian gần nhất, quan hệ giữa Tử Vong Hoa Hồng và một số thế lực lớn nhỏ xung quanh đều coi như không tệ, giúp mọi người làm điều tốt, hợp tác thương nghiệp cũng rất nhiều. Tử Vong Hoa Hồng hiện tại đã sớm không phải là Tử vong Hoa hồng ban đầu. Trước mắt, ở bên trong phòng hội nghị không sợ minh, cao tầng Tử vong Hoa hồng, trừ mấy khuôn mặt cũ kia ra, phần lớn đều là khuôn mặt mới, thực lực đều là không tầm thường. Mấy vị trưởng lão của Tử vong Hoa hồng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, vị trước mắt này chính là thủ lĩnh Tử vong Hoa hồng bọn hắn. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Ảnh, bỗng nhiên, Diệp Oản Oản quay về phía Lưu Ảnh ở bên cạnh gọi một tiếng nghe tiếng lưu ảnh hướng về diệp oản oản gật đầu một cái bắt đầu từ giờ phút này không sợ minh tuyên bố cùng tử vong hoa hồng khai chiến chính là loại chiến đấu không chết không thôi diệp oản oản mặt đầy nghiêm túc hề theo diệp oản oản dứt tiếng vô luận là cao tầng không sợ minh cũng được hoặc là cao tầng tử vong hoa hồng cũng được khuôn mặt cả đám đều đầy mộng bức chuyện này chuyện này con miệng nó là giờ quẻ gì vậy hả không sợ minh tuyên chiến cùng tử vong hoa hồng mà lại còn là chiến đấu kiểu không chết không thôi cái loại này minh chủ bọn họ rốt cuộc đang chơi cái trò gì không sợ minh và tử vong hoa hồng không phải đều là của nàng sao hiện tại tuyên chiến có phải là tương đương với tự mình đánh mình hay không phong tỉ có ý gì bắt đầu không cách nào hiểu được nhìn lấy diệp oản oản ý trên mặt chữ diệp oản oản đáp không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng nói chuyện lưu ảnh bỗng nhiên đứng dậy bắt đầu từ hôm nay Tử vong Hoa Hồng tuyên chiến cùng Không Sợ Minh. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, tin tức Không Sợ Minh và Tử vong Hoa Hồng khai chiến, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Độc Lập Châu. Các thế lực lớn của Độc Lập Châu cũng bắt đầu chú ý cuộc chiến vô hình này của Không Sợ Minh và Tử vong Hoa Hồng. Tử vong Hoa Hồng, Tử vong Hoa Hồng nào cơ? Là thế lực Tử vong Hoa Hồng cấp thế giới kia. Làm sao có thể như vậy chứ? Nếu quả thật là Tử vong Hoa Hồng đó, tin tức đều đã sớm bay đầy trời rồi. Lại nói, không sợ Minh dựa vào cái gì đi tuyên chiến cùng tử vong hoa hồng năm đó, chán sống. Cái này còn cần phải hỏi sao, nhất định là một cái thế lực nào đó vừa mới nổi dậy, thủ lĩnh có thể là người hâm mộ tử vong hoa hồng năm đó, cho nên mới lấy tên cho thế lực của mình là tử vong hoa hồng. Kỳ quái, tử vong hoa hồng một cái thế lực nhỏ mới vừa nổi dậy, làm sao lại bỗng nhiên gây hấn cùng không sợ Minh rồi. Thế lực của bản thân không sợ mình cũng đã mạnh mẽ đến đáng sợ. Lại cộng thêm trước đó vài ngày họ vừa tuyên bố, trở thành thế lực hạch tâm lớn thứ tư của tội ngục. Những thế lực lớn nhỏ độc lập châu kia, căn bản là không có cách nào lý giải hành vi mang tính tự sát của tử vong hoa hồng, tạm thời đều hóng xem náo nhiệt. Thậm chí có một số thế lực cho rằng, chẳng qua chỉ là tử vong hoa hồng nhất thời xung động, đánh là không có khả năng đánh. Không được bao lâu, chỉ sợ sẽ phải quỳ ở trước mặt của Bạch Phong dập đầu nhận sai. Chương 2203, yêu cầu trả tiền xuất lực. Vào buổi trưa ngày thứ tư, lão già dòng chính kia lại lần nữa đến chơi không sợ minh. Bên trong phòng hội nghị, Diệp Oản Oản tiếp đãi lão già dòng chính. "A, à, Bạch Minh chủ, tôi có nhớ, trước đó chúng ta có ký hiệp ước chiến sự đi." Lão già dòng chính nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản hỏi. "Nghe lão ta nói vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, gật đầu một cái, mở miệng nói, dĩ nhiên là không thể quên rồi, dòng chính tuân thủ cam kết, đương nhiên tôi sẽ không nuốt lời. Ừm, vậy thì cái kia liền có chút kỳ quái. Trong hiệp ước chiến sự giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, một khi ký hiệp ước chiến sự, không sợ mình cần phải ở trong vòng 3 ngày tuyên bố đạt thành hợp tác chiến lược cùng dòng chính. Giờ đây đều đã qua 4 ngày, nhưng không sợ Minh lại không có một chút động tĩnh nào. Bạch Minh chủ, cô nói cái này có phải có chút không thật thích hợp hay không lão già dòng chính nhìn chằm chằm diệp oản oản chất vấn ông nói vậy là có ý gì chẳng lẽ ông không biết mấy ngày nay không sợ minh chúng ta sắp khai chiến cùng một thế lực khác hay sao diệp oản oản nhìn về phía lão già dòng chính khẽ mỉm cười nói ồ bạch minh chủ nói là người hâm mộ tử vong hoa hồng đó sao thế lực kia cũng gọi tử vong hoa hồng lão già dòng chính như có điều suy nghĩ đúng vậy diệp oản oản vội vàng gật đầu một cái bạch minh chủ theo tôi hiểu tử vong hoa hồng đó chẳng qua chỉ mới vừa thành lập không bao lâu vô luận là tài lực cũng được nhân lực cũng được căn bản không cách nào đánh đồng với không sợ minh đi lại nói không sợ minh và tử vong hoa hồng khai chiến chuyện này và tuyên bố đạt thành hợp tác chiến lược cùng dòng chính có quan hệ gì lão già dòng chính nói ông già lời này ông nói không đúng đầu tiên Ông đánh giá tử vong hoa hồng đó quá thấp. Mặc dù nó mới vừa thành lập không lâu, nhưng mà tiền muôn bạc biển. Trong vòng thời gian ngắn, có quá nhiều kẻ mạnh gia nhập, quy mô đã hoàn toàn không kém gì Không Sợ Minh chúng ta. Hơn nữa, ông già, chính ông cũng nói, Không Sợ Minh chúng ta và dòng chính ký tên vào hợp tác chiến lược, nhưng bản ghi nhớ hợp tác này, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, là song phương. Nếu như dòng chính phát sinh chiến sự, Không Sợ Minh chúng ta vô tư ủng hộ nghĩa bất dung từ, có tiền bỏ tiền, có người ra người. Đồng dạng, nếu như không sợ mình chúng ta phát sinh chiến sự, dòng chính cũng phải ủng hộ vô điều kiện. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười nói. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, lão già dòng chính như có điều suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, vậy. Bạch Minh Chủ là có ý gì? Ý tứ nói chung cũng không có gì, cũng được. Không sợ mình chúng ta lập tức tuyên bố đạt thành hiệp nghị hợp tác chiến lược cùng dòng chính trong lúc nói chuyện diệp oản oản gọi đại trưởng lão tiến vào phòng hội nghị minh chủ đại trưởng lão đứng ở một bên nhìn về phía diệp oản oản đại trưởng lão lập tức đi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay không sợ minh ủng hộ dòng chính vô điều kiện diệp oản oản nói được rồi minh chủ thuộc hạ hiểu rồi đại trưởng lão gật đầu một cái chợt nhìn về phía trưởng lão dòng chính ở một bên vậy nếu đã như vậy xin bỏ tiền ra người xuất lực chiến sự của chúng ta và tử vong hoa hồng, sắp bắt đầu. Chân mày lão già dòng chính hơi hơi nhíu lại, không sợ minh chủ này, là đang dở thủ đoạn với hắn. Hiện nay, dòng chính đang khẩn trương chuẩn bị chiến sự với dòng thứ, nào có dư ra tài lực và nhân lực đi giúp không sợ minh, ác đấu, cùng thế lực khác. Và lại nói rồi, ban đầu dòng chính để cho không sợ minh ký hợp tác chiến lược, mục đích là để cho không sợ minh ủng hộ dòng chính bọn họ. Làm sao khi đến không sợ minh nơi này, ngược lại phải bắt dòng chính bỏ tiền xuất lực đi giúp bọn hắn đánh giặc. Nói đùa sao? chương 2204 cũng chính là lo nghĩ cho các người. Đại trưởng lão, giờ phút này, Diệp Oản Oản liếc đại trưởng lão một cái, ông nói gì vậy, dòng chính cần chúng ta phải nhắc nhở sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đem hiệp ước ra vỗ cái bộp trên bàn họp, nói trong hiệp ước chiến lược này, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng chẳng lẽ không sợ minh chúng ta và tử vong hoa hồng đã xảy ra xung đột rồi dòng chính sẽ chẳng quan tâm sao đây chính là hợp đồng điều ước do trọng tài hội trực tiếp quản lý đại trưởng lão ông cũng quá thất lễ nghe diệp oản oản nói vậy đại trưởng lão gật đầu liên tục nhìn về phía lão già dòng chính mặt đầy áy náy vâng minh chủ nói đúng là thuộc hạ có chút xem xét không chu toàn hợp đồng này của chúng ta đây chính là do trọng tài hội quản lý dòng chính chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu không, đây không phải là không tuân theo ý chí của trọng tài hội sao. Đều do thuộc hạ, còn chưa cân nhắc chu toàn đã bắt đầu lắm mồm. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, nói, đó là tự nhiên. Ông nói xem, vận khí không sợ minh chúng ta thật là không tệ, nếu không phải đã ký bản hiệp ước chiến sự này, cùng đánh một trận với tử vong hoa hồng, nhất định phải tốn thêm không ít tiền, thêm ra không ít người. Hiện tại tốt rồi, có dòng chính giúp đỡ, vậy thì chúng ta có thể không so đo tiêu tốn hay nhân lực, trực tiếp nghiền ép tử vong hoa hồng. Đúng, Minh Chủ nói có đạo lý, chúng ta cùng với một thế lực như vậy đánh một trận, đánh cũng đều là tiền, lần này có dòng chính bỏ tiền xuất lực. Đại trưởng lão mặt đầy nghiêm túc. Lúc này, Diệp Oản Oản xua xua tay, đại trưởng lão. Vậy còn dài dòng làm cái gì, nhanh chóng đi tuyên bố đi. Chờ tuyên bố xong rồi, chúng ta có thể tấn công tử vong hoa hồng rồi. Vâng, thuộc hạ cáo lui trước, đời tuyên bố xong rồi, các điều lệ hiệp ước sẽ chính thức có hiệu lực. Đại trưởng lão nói xong, xoay người dường như định rời khỏi. Mắt thấy đại trưởng lão muốn đi, lão già dòng chính bỗng nhiên đứng dậy chậm đã. Nghe tiếng, đại trưởng lão dừng thân hình, xoay người lại, hơi có chút không hiểu nhìn về phía lão già dòng chính. Lão già, sao vậy, có vấn đề gì không? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Ha ha! Lão già dòng chính nhẹ giọng cười một tiếng, hướng về Diệp Oản Oản nói, "Chuyện tuyên bố, chúng ta trước không nóng vội." Nghe lão già dòng chính nói vậy, Diệp Oản Oản lập tức lắc đầu, "Vậy làm sao có thể không nóng vội chứ? Lão già ông không nóng vội, nhưng tôi đây cũng gấp nha. Phải tuyên bố, chúng ta vẫn còn chờ đánh giặc đây." "Không gấp, không gấp," lão già dòng chính nhẹ giọng nói. "Gấp, gấp," Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, còn ngứa ra làm cái gì chứ? nhanh lên đi tuyên bố một chút đi được rồi minh chủ lão già dòng chính bạch minh chủ là như vậy nếu mấy ngày nay không sợ minh có chuyện vậy trước tiên đem sự tình xử lý xong đợi sau khi xử lý tốt tuyên bố cũng không muộn lúc này chân mày diệp oản oản nhíu lại thật sâu hơi có chút không vui nhìn về phía lão già dòng chính tôi nói này dòng chính các người không phải là không muốn chi tiền ra người đấy chứ trên hiệp nghị chiến lược của chúng ta có viết rõ rõ ràng ràng là hợp tác lẫn nhau chúng ta ủng hộ dòng chính dòng chính ủng hộ không sợ minh làm sao không sợ minh chúng ta sắp đánh trận rồi dòng chính các người bắt đầu giả bộ túng quẫn dầu gì cũng là dòng chính không đến mức vậy chứ lão già dòng chính nói bạch minh chủ chắc là hiểu lầm ý tứ của tôi cũng hiểu lầm dòng chính hiệp ước chiến sự này là trọng tài hội quản lý làm sao chúng tôi dám không thực hiện nghĩa vụ nếu như Bạch Minh chủ thật để cho dòng chính chúng tôi nhúng tay giúp cũng được. Chỉ bất quá, ngược lại là chúng ta vì lo nghĩ cho danh tiếng của Bạch Minh chủ và không sợ minh các người. Lo nghĩ cho chúng ta, Diệp Oản Oản nâng cầm lên, vậy thì mời ông nói một chút đi. chương 2205, đánh kiểu này là cái đồ chơi gì? Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Vào giờ phút này, lão già dòng chính nhìn Diệp Oản Oản, gật đầu một cái, nhẹ giọng cười nói bạch minh chủ không sợ minh này tại độc lập châu nói thế nào cũng coi là thế lực hàng đầu cái này không sai đi nghe tiếng diệp oản oản mở miệng đáp đó là tất nhiên lão già ông đi hỏi thăm một chút về danh hiệu không sợ minh và bạch phong tôi đây đám trẻ con nghe xong cũng phải rơi nước mắt vậy thì đúng rồi không sợ minh và bạch minh chủ tại độc lập châu danh tiếng hiển hách vậy có thể nói tại độc lập châu là tồn tại không người không biết không người không hiểu mà tử vong hoa hồng đó lại là cái thứ gì? Một thế lực sơn trại, hơn nữa mới vừa sáng lập mới không bao lâu. Không sợ minh và tử vong hoa hồng khai chiến, tất cả mọi người đều hiểu, đó chính là tử vong hoa hồng tự tìm đường chết, lấy trứng trọi đá. Nếu như, ở thời điểm này, dòng chính vì tiện nhúng tay, bỏ tiền xuất lực, coi như là thắng lợi có tính nghiền ép, lại có thể thế nào? Đến lúc đó, mọi người, mọi thế lực độc lập châu đều sẽ nói xấu, nói không sợ minh khi dễ một cái thế lực sơn trại mới vừa thành lập cũng liền thôi đi lại còn để cho dòng chính cũng nhúng tay chuyện này truyền đi sợ là khó nghe đấy nghe lão già dòng chính nói diệp oản oản bĩu môi vậy thì đã sao tôi lại không quan tâm lão già dòng chính minh chủ thật ra thì thuộc hạ cho là điều dòng chính nói rất có lý đến lúc đó dòng chính nhúng tay chúng ta thắng cũng mất mặt đại trưởng lão cười nói ồ là rất mất mặt sao? Diệp Oản Oản nói. Minh chủ, vốn dĩ là chúng ta đang ỉ lớn hiếp nhỏ, sau đó lại để cho dòng chính ra tay. Thần sắc đại trưởng lão có chút, lúng túng. Đúng đúng đúng, lão già dòng chính khẽ mỉm cười, đại trưởng lão nói, chính là ý tứ tôi muốn biểu đạt, không đáng giá làm. Diệp Oản Oản nhéo cầm, sau hồi lâu trầm tư, lúc này mới gật đầu một cái, được rồi. Giống như các người vừa nói vậy, đích xác là có chút không đáng giá làm, là rất mất mặt. Mặc dù tôi không quan tâm có mất mặt hay không, nhưng dù tôi không biết xấu hổ, dòng chính cũng phải giữ thể diện của mình. Vậy trước tiên chậm rãi đi, Tử vong hoa hồng, tự chúng ta tiêu diệt. Ha ha, coi như là chỉ mình không sợ Minh ra tay, trong vòng 3 ngày, Tử vong hoa hồng cũng nhất định sẽ bị hủy diệt mất. Lão già dòng chính nói. Nhiều nhất hai ngày, tôi liền diệt bọn chúng. Diệp Oản oản cười nói. Được vậy thì chúc bạch minh chủ mã đáo thành công trước hết tôi đây không làm phiền nữa lão già dòng chính nói xong lúc này mới đứng dậy rời khỏi không sợ minh ngoài không sợ minh một người đàn ông trung niên bên cạnh lão già dòng chính cau mày nói cái con ả à bạch phong đó rõ ràng cho thấy có vấn đề cô ta cố ý chỉ hoãn nghe tiếng lão già dòng chính cười lạnh một tiếng lãnh đạm thờ ơ nói cô ta muốn chỉ hoãn để cho cô ta chỉ hoãn cũng được Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cô ta có thể chơi ra cái trò gì. Hiệp nghị hợp tác chiến lược là do trọng tài hội trực quản. Coi như là cô ta xảo quyệt như thế nào, cũng không có chút chỗ dùng nào. Cùng lúc đó, chiến tranh giữa không sợ minh và tử vong hoa hồng đã bắt đầu bùng nổ. Trận chiến đầu tiên, mặt trận được thiết lập tại phía bắc, do bắc đầu phụ trách. Nhưng mà, vẻn vẹn đánh không tới 2 giờ, đội tiên phong do bác đầu phụ trách lại. Bình bại như núi đổ, đội tiên phong căn bản chưa làm ra bao nhiêu phản kháng liền tuyên bố đầu hàng. Cùng ngày đó, chiến trường chính giữa Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng mở ra. Không Sợ Minh một phương do Diệp Oản Oản tự mình lãnh đạo, mà một phương Tử Vong Hoa Hồng chính là do một người đàn ông trung niên có tên là Liêu Thần phụ trách. Không Sợ Minh và Tử Vong Hoa Hồng mới vừa gặp mặt, chủ lực Không Sợ Minh liền bị đánh liên tục bại lui. Diễn biến trận chiến này khiến cho các thế lực lớn nhỏ độc lập châu hoàn toàn mắt hoa mày choáng. Nguyên bản, nhiếp chủ mẫu và gia chủ dự định sai chiến lực nhiếp ra đi trợ giúp không sợ minh, nhưng lại bị Diệp Oản Oản nghiêm túc cự tuyệt. Trường 2206, tứ đại thế lực tội ngục toàn bộ đều bại. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Diệp Oản Oản bị dọa sợ toát hết cả mồ hôi lạnh trong người. Nếu như là nhiếp ra này bỗng nhiên dính vào, vậy còn đi đến đâu? màn diễn này của mình làm sao có thể diễn tiếp bây giờ. Vì muốn hiệu quả giống như thật, Diệp Oản Oản cũng không nói cho bất luận kẻ nào về kế hoạch của mình, bao gồm cả Atula và hai đại thế lực hạch tâm khác của tội ngục. Chỉ bất quá, để cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là, rõ ràng là làm bộ làm tịch giả vờ đánh, làm sao lại dẫn tới tất cả thế lực lớn nhỏ độc lập châu đều đang chăm chú theo dõi diễn biến trận chiến này. Danh tiếng không sợ minh bọn họ, chẳng lẽ thật sự lớn như vậy sao? thật ra thì, ngược lại cũng không phải là bởi vì danh tiếng không sợ minh quá lớn dẫn tới sự chú ý, chủ yếu vẫn là bởi vì cái thế lực sơn trại tử vong hoa hồng này, chỉ riêng vì bốn chữ tử vong hoa hồng này mà thôi. Ai cũng đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai cuồng vọng phách lối như vậy, lại có thể dùng xương hiệu tử vong hoa hồng mệnh danh cho thế lực của mình. Họ đều muốn nhìn cái thế lực sơn trại này bị không sợ minh nghiền ép. Trên chiến trường chính, người đông nghìn nghịt, tinh anh không sợ minh và thành viên tử vong hoa hồng chiến tại một chỗ, không phân biệt được địch ta. Ta nhổ vào, người còn miệng nó hạ thủ nhẹ một chút. Cầm gậy đánh đầu ta, còn dùng sức như thế. Người còn miệng nó, không diễn theo ta à, có tin lão tử đánh thật lại hay không? Vào giờ phút này, bắc đầu và thất tinh gia nhập chiến cuộc, hòa vào trong đám người. Bắt đầu mới vừa vào sân, lập tức bị tiểu lô ly của tử vong hoa hồng đạp một cước. Lúc này, mặt bác đầu đầy vẻ tái nhợt phun ra lượng lớn máu tươi từ trong miệng tiểu lô ly thất tinh liếc mắt nhìn một cái thấy bác đầu bị đạp ngã xuống đất miệng phun máu tươi quá lố các anh em chạy mau tử vong hoa hồng quá mạnh mẽ chúng ta đánh không lại lúc này bác đầu giống như người không bị sao đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người hướng về phe không sợ minh la lớn bác đầu vừa dứt lời lập tức hướng về phía sau bỏ chạy Thấy vậy, đám người không sợ Minh Chố mắt nhìn nhau, cũng đi theo sau lưng bắt đầu, vắt chân lên cổ mà chạy. Lãnh đạo phía tử vong hoa hồng, người đàn ông trung niên liêu thần có chút cạn lời, vậy liền coi như là diễn xuất. Có thể diễn hơi hơi giống như thật một chút sao, hắn không cầu cái khác, chỉ cần có vẻ chân thật một tí tẹo mà thôi. Có được hay không? Bị người ta nhẹ nhàng đạp một cước, vậy mà cái thằng khỉ bắt đầu kia phun máu, phun con miệng nó khoảng chừng một phút. Cái này con miệng nó chính là đùa giỡn sao. Phía không sợ minh, Diệp Oản Oản đong đưa hai chân, quan sát chiến trường, hài lòng gật đầu một cái. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản và Liêu Thần thông đồng một phen, đã nhìn thấy thế lực Atula bỗng nhiên xuất hiện. Gần như trong nháy mắt, Diệp Oản Oản bị hù sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. A à cửu, Diệp Oản Oản vội vàng gọi điện thoại cho tư dạ hàn. Ừm, Âm thanh của tư giả Hàn từ trong điện thoại truyền ra. Anh đừng làm loạn nha, bọn em đang diễn xuất đấy, Diệp Oản Oản vội vàng nói. Hôm nay có nhiệm vụ, chẳng qua là đi ngang qua, tư giả Hàn nói. Diệp Oản Oản, nhiệm vụ, đi ngang qua, là nàng tự mình đa tình sao? Là nàng mê trai sao? Đúng như dự đoán, Atula thật sự chẳng qua là vẻn vẹn đi ngang qua. Chỉ thấy Atula xuyên qua chiến trường, cũng không quay đầu lại thật giống như cái gì cũng không thấy. Nhưng mà, một hình ảnh này, rơi vào trong mắt của đông đảo đại lão độc lập châu, lại là một bước ngoặt. Ta nhổ vào, cái đám tử vong hoa hồng kia rốt cuộc là thứ quỷ gì, cũng quá mạnh con miệng nó đi. Ngay cả quân chủ lực của Atula đều bị đánh bại trong nháy mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đúng, không đúng, ta giống như còn nhìn thấy cả thiên hận, và cả đồ môn nữa. Trời má, tử vong hoa hồng đó, trong nháy mắt đánh bại Không Sợ Minh, Thiên Hật, Atula và cả Đồ Môn, bốn đánh một cũng không đánh lại, lúc này mới qua bao lâu? Chương 2207, nhất định phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Không Sợ Minh. Xong rồi, tứ đại thế lực hạch tâm của tội ngục bị Tử vong Hoa Hồng trong nháy mắt đánh bại, quân lính tan rã. Vậy, chẳng lẽ không phải là hàng nhái sao? Tử vong Hoa Hồng này chính là Tử vong Hoa Hồng năm đó. Vẹn vẹn nửa ngày, tử vong hoa hồng khôi phục, lấy thế như trẻ che đem tứ đại thế lực hạch tâm của tội ngục, kể cả Atula ở bên trong, đánh bại, bị đánh tới mức toàn quân tan rã. Có phải là chúng ta nhìn lầm rồi hay không, Atula bọn họ chẳng qua là. Đi ngang qua, đi ngang qua, đánh rắm, có đầu óc hay không, Atula người ta và không sợ mình có quan hệ như thế nào. Không sợ mình chủ và tu la chủ ngay cả con chung đều có rồi, đây nhất định là mang theo thiên hận và cả đồ môn đến giúp đỡ, sau đó không đánh lại. Nửa ngày sau, bên phía Không Sợ Minh tuyên bố, Không Sợ Minh chiến bại. Chưa tới nửa ngày, Tử Vong Hoa Hồng tuyên bố, tất cả cao tầng và tinh anh Không Sợ Minh đầu hàng, sáp nhập vào Tử Vong Hoa Hồng. Mà Không Sợ Minh hiện nay trở nên hoàn toàn trống rỗng. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản xuất lĩnh Không Sợ Minh trống rỗng chỉ còn lại một người. Tuyên bố ủng hộ dòng chính vô điều kiện, chịu ủng hộ dòng chính vô điều kiện ra, Diệp Oản Oản lần nữa tuyên bố muốn đem dòng chính kiện ra trọng tài hội. Không sợ minh và dòng chính rõ ràng đã ký tên hiệp nghị chiến lược, song phương phải che chở nhau vô điều kiện, nhưng mà một trận đánh giữa không sợ minh và tử vong hoa hồng, dòng chính ba lần bốn lượt từ chối, không nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, lúc này mới dẫn đến không sợ minh chiến bại. Dòng chính không hề nghiêm khắc tuân thủ theo điều ước hợp tác chiến lược, nhất định phải vì lần này không sợ minh chiến bại thua trận mà chịu toàn bộ trách nhiệm. Chi nhánh dòng chính. Vào giờ phút này, sắc mặt lão già dòng chính, âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước. Lão già dòng chính vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, không sợ minh lại có thể vô sỉ đến nông nỗi này. Hay cho một chiêu ly miêu hoán thái tử. Mặc dù dòng chính không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng trong lòng lão già dòng chính hiểu rõ ràng, cái tổ chức sơn trại tử vong hoa hồng đó nhất định là thế lực của không sợ minh, bọn họ đang diễn trò mà thôi. Không sợ minh cố ý làm bộ như không địch lại chiến bại, tất cả cao tầng và thành viên tinh anh của không sợ minh đều đầu hàng, bị hút vào tử vong hoa hồng, mà không sợ minh lại chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Còn à không sợ minh chủ bạch phong đó, quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn, mang theo một cái không sợ minh rỗng tuyết tuyên bố ủng hộ dòng chính bọn họ. Bọn họ cần một cái vỏ trống rỗng ủng hộ làm cái gì? còn không chỉ như thế, còn ả à không sợ minh chủ, lại còn muốn hướng về trọng tài hội tố cáo dòng chính bọn họ, nói dòng chính bọn họ không giúp đỡ, nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc không sợ minh chiến bại. Vào giờ phút này, lão già dòng chính hận không thể đem Diệp Oản Oản chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá, trước mắt nhức đầu nhất, cũng không phải là không sợ minh chủ mang theo một cái tổ chức chống dũng ủng hộ dòng chính bọn họ, mà là phải xử lý như thế nào nếu trọng tài hội, hỏi thăm, dòng chính, hiệp ước bọn họ cùng ký kết với không sợ minh trong hiệp ước thật ra là đã viết rõ rõ ràng ràng hợp tác chiến lược là lẫn nhau nếu như không sợ minh có chiến sự dòng chính cũng nhất định phải giúp đây là nghĩa vụ của dòng chính chỉ bất quá ai có thể nghĩ đến không sợ minh và cái sơn trại tử vong hoa hồng đó căn bản chính là đang diễn trò đường đường là không sợ minh thời gian chừng một ngày hoàn toàn bị đánh bại nửa ngày trước từng giờ từng phút quan sát tình hình chiến đấu của không sợ minh và tử vong hoa hồng, lão già dòng chính đã cảm giác được có cái gì đó sai sai. Bởi vì có liên quan đến điều ước hợp tác chiến lược, vốn định lập tức dẫn người đến ủng hộ không sợ minh, nhưng mà không sợ minh, thảm bại, cũng quá con miệng nói nhanh. Hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội tuân thủ điều ước hợp tác chiến lược. Không sợ minh chủ, vào giờ phút này, lão già dòng chính cắn răng nghiến lợi, người cũng quá không biết xấu hổ chương 2208, có còn muốn giữ lại chút thể diện thối tha hay không? Thần sắc lão già dòng chính đầy âm trầm, không sợ minh chủ, lưu lại cho dòng chính bọn họ một cái vỏ trống giống cũng liền thôi đi, lại còn muốn đem dòng chính kiện ra trọng tài hội, cô ta rốt cuộc có còn muốn giữ lại chút thể diện thối tha của mình hay không? Vào giờ phút này, nhiếp ra. Trong đại sảnh, nhiếp chủ mẫu và gia chủ đã sớm cười tô tuét. Ai có thể nghĩ tới, cái thế lực sơn trải tử vong hoa hồng đó, lại có thể chẳng qua là một lớp vỏ ngụy trang, là một lớp vỏ bọc khác mà con gái bọn họ dùng để chứ không sợ minh. Vô ưu cái mưu kế này của con, dùng thật sự là khéo. Nhiếp gia chủ nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười nói. Trước đó, bởi vì Diệp Oản Oản muốn từ trong tay dòng chính cứu bọn họ ra, chỉ có thể giả vờ đáp ứng dòng chính, cùng dòng chính ký kết hiệp nghị hợp tác chiến lược. Chỉ bất quá, chỉ từ tình huống hiện nay mà nói, chiến sự giữa không sợ minh và sơn trại tử vong hoa hồng bùng nổ không sợ minh chiến bại toàn thể cũng đầu hàng tất cả thế lực của không sợ minh toàn bộ đều chuyển vào trong thế lực sơn trại tử vong hoa hồng như vậy thứ nhất đừng nói để cho không sợ minh ủng hộ dòng chính coi như đem không sợ minh chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng đưa cho dòng chính dường như cũng không có bất cứ quan hệ nào mà trừ chuyện đó ra diệp oản oản lại còn bắt lấy được nhược điểm của dòng chính sau đó còn đòi kiện dòng chính ra trọng tài hội, với tội danh là dòng chính không thực hiện nội dung điều khoản hợp tác chiến lược. Nhiếp chủ mẫu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lòng tràn đầy tự hào. Trí tuệ của con gái nhà bà là như thế nào được tạo ra vậy hả? Loại mưu kế này mà con bé cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá, vội yêu à, ngày sau con phải muôn vàn cẩn thận hơn một chút. Trọng tài hội bên kia cũng không phải là trò đùa. Nếu như bị dòng chính nắm được cán, một khi phản công, hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh, nhiếp gia chủ hướng về Diệp Oản Oản dặn dò. Nghe nhiếp gia chủ căn dặn, Diệp Oản Oản lập tức gật đầu một cái. Trọng tài hội bên kia, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là sẽ cẩn thận đối đãi, không dám lơ là chút nào. Ha ha, em nói xem đám dòng chính này, có phải là có chút ngốc hay không, lại có thể bị con gái chúng ta xoay đến quay mòng mòng. Rất nhanh, nhiếp gia chủ hướng về nhiếp gia chủ mẫu cười thật tươi. Nghe tiếng, nhiếp gia chủ mẫu lườm nhiếp gia chủ một cái, ngốc chỗ nào. Lần này nếu như đổi lại là anh, anh sẽ có thể nghĩ ra được thủ đoạn giống như vô ưu sao. Kim thiền thoát xác, cộng thêm ly miêu hoán thái tử, lại từ trong hiệp nghị chiến lược tìm ra được sơ hở, cắn ngược lại dòng chính một hớp. Chuyện này nếu như là anh, đúng thật là không nghĩ tới. Nhiếp gia chủ đáp, còn không phải sao, cái gì gọi là dòng chính ngốc, rõ ràng là vô ưu quá thông minh rồi. Điểm này đúng là giống với anh của nó khi còn bé mà. Nhiếp chủ mẫu nói. Nhắc đến nhiếp vô danh, sắc mặt của nhiếp gia chủ lập tức trầm xuống, khỏi phải nhắc đến tiểu tử thúi kia, cả ngày lẫn đêm đều không có một chút quy củ nào. Cha, mẹ, giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp gia chủ và chủ mẫu, lên tiếng hỏi, rốt cuộc cái gì gọi là trọng tài hội. Nhiếp gia chủ uống một hớp nước trà, giải thích trọng tài hội là hội liên hợp của độc lập 12 châu, có chức năng như người giám sát và người thẩm phán của toàn bộ 12 khu vực, bao gồm cả việc phế và lập ra quy củ của độc lập 12 châu, đều cần thông qua trọng tài hội. Nói như thế, bất kỳ bá chủ một phương nào đều nằm dưới sự quản lý của trọng tài hội. Còn đừng nhìn dòng chính và dòng thứ thuộc về loại thế lực mạnh nhất độc lập châu, nhưng gặp phải trọng tài hội, bọn họ cái gì cũng không phải. Bất kỳ địa phương nào không có quy củ thì sẽ không thành tiêu chuẩn. Mà trọng tài hội tồn tại chính là quy củ, bất luận kẻ nào ở 12 châu tại Độc Lập Châu đều phải tuân thủ. Lợi hại như vậy, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Anh con Nhiếp Vô Danh, năm đó được trọng tài hội vừa ý, muốn để cho anh con đi làm cố vấn. Nhưng mà anh con không muốn đi, tức chết ta rồi." Nhiếp gia chủ nói. Chương 2209, có chút quá lố rồi. Cố vấn là cái gì?" Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Độc Lập 12 châu mỗi một châu, trọng tài hội đều sẽ tìm một vị cố vấn. Thật ra nói trắng ra chính là phải báo cáo tình huống châu của mình cho trọng tài hội. Nhiếp gia chủ nói, vậy võ đạo liên minh công hội so sánh với trọng tài hội thì như thế nào? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Diệp Oản Oản dứt tiếng, nhiếp chủ mẫu khẽ mỉm cười, vô yêu, võ đạo liên minh công hội chẳng qua là một thế lực cá thể. Nói cách khác, mỗi một châu đều có thế lực tương tự như võ đạo liên minh công hội tồn tại. Mà loại thế lực này, thật ra chỉ là một loại bắt trước đối với trọng tài hội mà thôi. Nghe nhiếp chủ mẫu giải thích, lúc này Diệp Oản Oản mới hoàn toàn hiểu được. Thật ra thì có thể lý như thế này, trọng tài hội là bản chính, mà các thế lực tương tự võ đạo liên minh công hội chính là giảng, hàng lậu. Vô ưu cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng sau này, con sẽ có thể trở thành cố vấn trọng tài hội tại độc lập châu chúng ta. Độc lập 12 châu, trước mắt chỉ có châu chúng ta không có cố vấn. Nhiếp gia chủ cười nói. "À, Diệp Oản Oản nhất thời nhức đầu, thành tựu võ học của mình, tự nhiên không có biện pháp so sánh với đại ca Nhiếp vô danh. Coi như là điểm chỉ số IQ cao, vậy cũng là dùng khả năng không biết xấu hổ cường bạo tích góp. Cái đám người trọng tài hội đó, nói phóng đại như vậy, hẳn là coi thường loại người không biết xấu hổ như mình đi." Sau khi bồi Nhiếp gia chủ và chủ mẫu ăn cơm tối xong, Diệp Oản Oản mới lái xe quay trở về không sợ Minh không sợ mình hiện tại đã hoàn toàn trở nên trống rỗng, chỉ còn lại lác đác mấy người. Thậm chí ngay cả Đại Bạch và Beerus đều đã bị chuyển tới trụ sở chính của tử vong hoa hồng. Phong tỷ, tỷ trở lại rồi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, một người thiếu niên trẻ tuổi toàn thân quấn vải thưa, đi bộ khập khánh, xuất hiện ở bên cạnh nàng. Ngươi là người nào? Thân sắc Diệp Oản Oản đầy quỷ dị. Đệ, Phong tỷ, là đệ đây, đệ bắt đầu đây. Thanh âm của đệ, mà tỷ cũng không nghe ra. Bác đầu vội vã mở miệng nói. Ai, bác đầu, Diệp oản oản nhìn bác đầu chăm chăm, mặt đầy mộng bức, mấy giờ không gặp, cái thằng này làm sao lại thành như vậy rồi hả? Bị ai đánh, Diệp oản oản hỏi. Không có, không có bị ai đánh cả, chỉ là để cố ý làm vậy. Trước nhận được tin tình báo, nói là lão già dòng chính kia lại tới rồi, nên đệ vội vàng hóa trang chính mình cho thảm thiết một chút, nếu không sẽ không có độ tin cậy và thuyết phục cao bác đầu nói. Nghe bác đầu nói vậy, Diệp Oản Oản hướng về phía bác đầu lập tức giơ ngón tay cái lên, gật đầu một cái, diễn cho gọn gàng vào. Phong tỷ, nhất định phải là như vậy rồi. Bác đầu cười một tiếng đầy hắc ám. Đi, đi gặp lão già kia một chút đi. Diệp Oản Oản hướng về bác đầu nói. Bên trong phòng hội nghị, Diệp Oản Oản mang theo bác đầu toàn thân quấn đầy vải thưa, khập khỉnh đi vào phòng hội nghị giờ phút này lão già dòng chính còn có mấy tên thành viên dòng chính đã xuất hiện ở bên trong phòng họp nhìn thấy diệp oản oản lão già dòng chính khẽ mỉm cười mở miệng nói bạch minh chủ cô chơi như vậy dường như thật không có ý gì đi chơi như vậy diệp oản oản nhìn lão già dòng chính chằm chằm ông nói lời này là có ý gì tôi chơi cái gì cơ ha ha bạch minh chủ không nói khác không sợ Minh Cô ngay cả một cái thế lực sơn trại mới vừa thành lập không bao lâu cũng đều không đánh lại, ngược lại bị người ta diệt toàn quân. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đánh bất quá đúng là không đánh lại, vậy có biện pháp gì? Ông nhìn hắn một chút đi, bị đánh thành dạng gì? Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản một tay túm bắt đầu đi qua. Ôi chao, ai ui đau chết mất, đau quá, không đánh lại, đau đau đau, bọn họ thật là lợi hại quá đi mà. Trong miệng bắt đầu không ngừng truyền tới tiếng kêu rên. Diệp Oản Oản, con miệng nó, có chút quá lố rồi. Chương 2210, đừng phá đám tôi. Lão già dòng chính thức đến cơ hồ nói không ra lời. Vốn hắn chỉ cho là cái con ả à Bạch Phong cùng lắm bất quá chỉ trì hoãn mấy ngày, ai ngờ đâu ả à ta lại nghĩ ra được chiêu số tổn hại đến như vậy, vì vậy cho nên hắn liền ở trạng thái bị động, tiền mất tật mang. Giờ phút này, Diệp Oản Oản gác chân ngồi ở vị trí chủ tọa của phòng hội nghị, lạnh lùng nhìn về phía lão già dòng chính mặt đang đầy tức giận kia. Lão già chết bằm này, cũng có phần quá ngây thơ rồi, nhiếp ra bọn họ dễ bị tính kế như vậy sao? Chờ xem, mối thù của anh trai, nàng nhất định sẽ báo. Lão già dòng chính sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, Bạch Minh Chủ, người cũng có phần quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng là cái loại chiêu số phế phẩm của ngươi cũng có thể một tay che trời sao. Diệp Oản Oản nhíu mày, bất nhập lưu, chiêu số phế phẩm, vậy không biết cái thứ như người bị chiêu số phế phẩm của ta gài bẫy, lại tính là cái gì? Ngươi, đáy mắt lão già dòng chính tràn đầy tàn khốc, nói lời đầy độc địa, bạch phong. Ngươi coi toàn bộ cái độc lập châu này bị mù, hay là nghĩ mọi người sẽ bị dễ dàng lừa gạt như vậy? Sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Diệp Oản Oản nở một nụ cười y như đang nhìn một kẻ ngu vậy. Lão già này, mặc dù một tay che trời tại độc lập châu, là đại nhân vật của dòng chính, thực lực và thủ đoạn có lẽ là không tệ, nhưng mà, đối với sức ảnh hưởng của một loại vũ khí nào đó, vẫn đã quá coi thường. Loại vũ khí này, chính là dư luận. Đây cũng là thứ vũ khí lợi hại nhất mà nàng học được khi còn ở Hoa Quốc. Những người nhiều sói chảy vàng, hủy thi tiêu cốt. Hiện tại tất cả mọi người độc lập châu đều biết không sợ minh thảm bại bởi tử vong hoa hồng, lời nói của mỗi một mình dòng chính bọn họ sẽ không dậy nổi cơn sóng gió gì. Hơn nữa, nhờ vào phúc của bảo bảo nhà nàng, khả năng bị hoài nghi sau cùng cũng đã bị bỏ đi. Nếu như không sợ mình không đáng tin, vậy Atula kia thì sao? Đồ môn thì sao? Thiên hận lại thế nào? Cho nên, coi như là trọng tài hội đi thăm dò, có tra được cũng sẽ chỉ là cái kết quả này. Hiển nhiên, lão già dòng chính kia hiểu rất rõ một điểm này, Mới chửi rủa Diệp Oản Oản hèn hạ vô sỉ. Lúc này, nơi cánh cửa bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân. Thuộc hạ mang theo mấy người gõ cửa phòng họp. Chỉ thấy người tới ở nơi cửa lại là Tư Dạ Hàn, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên. Ơ ờ, hay, A à, Cửu và hai người này làm sao lại tới rồi hả? Diệp Oản Oản theo bản năng mà nhìn về phía lão giả dòng chính kia một cái, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ba người bọn họ hy vọng ngàn vạn lần đừng có nói lỡ miệng nha. Nhất là cái tên Giang Ly Hận này. Quả nhiên, lão già dòng chính nhìn thấy là ai tới, lập tức kích động tiến lên đón. Tu La chủ, Giang Bang chủ, Tạ Môn chủ, ba vị tới thật đúng lúc. Tất cả ba vị đều là nhân vật có mặt mũi tại Độc Lập Châu, chẳng lẽ cũng muốn giống như một số kẻ xấu vô sỉ nào đó mở miệng nói bừa. Ngày đó nhân mã của các người, chẳng qua chỉ là đi ngang qua mà thôi làm sao sẽ chiến bại bởi tử vong hoa hồng. Tam đại cự đầu này và loại thế lực như không sợ minh này bất đồng. Người ta mặc dù là hung tàn, nhưng người ta vẫn rất có thể diện, tuyệt đối sẽ không dùng cái loại thủ đoạn trơ chẽn và bị người phỉ nhổ này. Diệp Oản Oản nhất thời trợn to hai mắt đầy cảnh cáo mà nhìn về phía ba người. Đệt, loại thời điểm này, cũng đừng phá đám tôi à nha. Tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo với thông điệp thời khắc mâu chốt, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không biết sâu hổ, của Diệp Oản Oản, sắc mặt của ba người đều có chút phức tạp. Tạ Thiên Xuyên nhìn lão già dòng chính một chút, lại nhìn Diệp Oản Oản một chút, cuối cùng sờ lỗ mũi một cái, rồi hướng về tư giả hàn nhìn lại. Về phần Giang Ly Hận, vào lúc này hắn đang nổi giận trong bụng đây. Bởi vì vốn là hắn đang êm đang đẹp ngồi ở trong nhà, kết quả đột nhiên ở bên ngoài liền bắt đầu điên cuồng loan truyền tin thiên hận bọn họ, tất cả tội ngục bọn họ, đều bị sơn trại tử vong hoa hồng không biết từ đâu chui ra đánh bại. chương 2211, còn có loại vật gọi là liêm sỉ sao? Lời đồn đãi nói rất sống động, nói bọn họ bị đánh tè ra quần gì gì đó. Quả thực là người ngồi ở trong nhà, nồi từ trên trời úp xuống. Cho nên chuyến này chính là hắn đến tìm Diệp Oản Oản tính sổ. Ta nhổ vào, miệng, thế này cũng quá là không biết xấu hổ rồi đi lúc này Giang Ly hận tức giận mắng. Sắc mặt lão già dòng chính nhất thời đầy vui mừng, Bạch Phong, người nghe rồi chứ, Giang bang chủ đều đã lên tiếng. Rõ ràng chính là ngươi. Không đợi lão già dòng chính nói xong, tư giả hàn nãy giờ mãi vẫn không mở miệng mới hơi sửa sang lại khuy mang xét, đột nhiên không nhanh không chậm cắt ngang lão già kia, tiết lão, ban đầu, người quyết định khí ước là ngài, nhưng hôm nay, ngài không chỉ vi phạm khí ước, thấy chết mà không cứu, thậm chí đổi trắng thay đen, quả thật không khỏi quá mức vô sỉ, sợ là đã làm hỏng hết thể diện của dòng chính các người. Sau khi tư dạ hàn đầy nghĩa chính ngôn từ nói xong những lời này, cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng như tờ. Cằm của Giang Ly hận phảng phất như lạch cạch rơi xuống đất, tạ thiên xuyên cũng kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay cả Diệp Oản Oản cũng mặt đầy mộng bức. Về phần lão già kia, có vẻ không thở nổi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sững sờ tại chỗ, chậm chạp nói không ra lời. Hắn thật là vạn vạn không ngờ tới, tu la chủ lại sẽ nói ra những lời như vậy. Không nói lý lẽ như vậy. Lão già dòng chính, ngươi, ngươi, tu la chủ, ngươi đường đường là thủ lĩnh A tu la lại cùng một ruột với loại tiểu nhân hèn hạ này. Tư giả hàn, tiết lão, có duyên sẽ gặp lại. Tiến khách, bác đầu sừng sốt một phen, vội vàng đáp một tiếng, dẫn theo thuộc hạ tống cổ đám người kia ra ngoài. Sau khi đoàn người dòng chính rời đi xong, hai con người Diệp Oản Oản lập tức đầy óng ánh mà hoan hô nhào vào lòng bảo bảo nhà mình, gào. Bảo bảo, làm sao anh lại đẹp trai đến vậy cơ chứ? Ánh mắt chàng trai trong nháy mắt ngay khi cô gái nhào vào lồng ngực mình liền trở nên mềm mại, đưa bàn tay rộng lớn ra, đầy cưng chiều vuốt ve ở trên đỉnh đầu của cô gái. Giang Ly hận quả thật là không cách nào tin tưởng nổi, cả người vô cùng phẫn nộ, run rẩy chỉ vào tư dạ hàn tức giận mắng, mẹ nó. A à cửu, cậu có chuyện gì vậy? nếu là cậu bị khống chế hay bắt cóc tống tiền liền nháy mắt một cái tư giả hàn lạnh lùng lườm hắn một cái giang ly hận tức giận nói thật con miệng nó đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng cậu đều đã bị loại nữ nhân này biến thành cái dạng gì tôi thật là vạn vạn không ngờ tới cậu lại sẽ có thể không có liêm sỉ như vậy tôi nhìn lầm cậu rồi diệp oản oản hôn một cái tại trên vò má của tư giả hàn ngay sau đó dòm lấy giang ly hận chật chật tôi cũng thật là vạn vạn không ngờ tới, Giang Ly hận anh lại sẽ có thể ngây thơ y như lão đầu kia một dạng. Anh cảm thấy bảo bảo nhà tôi sau khi ở chung với tôi lâu như vậy, lại sẽ còn có loại vật gọi là liêm sỉ này sao? Tôi có thể phỏng vấn anh một chút sao? Suốt cuộc là anh nghĩ như thế nào? Tôi vốn cho rằng chẳng qua là anh xấu xí, không có giá trị nhan sắc mà thôi, không nghĩ tới anh còn không có chỉ số thông minh. Chuyện này, nhất thời trên trán Giang Ly hận nổi lên gân xanh, ngay lập tức trở giọng bùng nổ đệt người còn miệng nó nói ai xấu xí diệp oản oản cho nên nàng nói nhiều như vậy trọng điểm người này chú ý chỉ có câu nàng nói hắn xấu xí này sao nhà đầu chết tiệt người qua đây người qua đây nói rõ cho ta người nói ai xấu xí người xem mặt của ta rồi lặp lại lần nữa thời khắc này giang ly hận đã hoàn toàn quên bẵng đi vấn đề cùng nàng tranh luận ai không biết xấu hổ mà lại chuyển sang vấn đề nhan sắc của hắn Bất quá, Diệp Oản Oản căn bản cũng đã không để ý đến hắn, tất cả sự chú ý đều ở trên người tư giả hàn rồi. Diệp Oản Oản, A Cửu, cảm ơn anh. Nàng cũng là mãi sau đó mới biết, thì ra là tư giả hàn nhìn như trùng hợp điều đàn em đi ngang qua, lại có nhiều thâm ý đến như vậy. Nếu như không phải là anh, thật đúng là kế hoạch của nàng không nhất định sẽ có thể thuận lợi như vậy. Hiện tại vì nàng, mà ngay cả liêm sỉ anh cũng không cần, Đối mặt với lời cảm ơn của cô gái, hai con người tư giả hàn híp lại, lại cho em thêm một cơ hội. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, nhất thời đầy lanh lợi mà mở miệng đáp lại, chụt chụt yêu anh nhất rồi. Trường 2212, con lê đi khắp nơi, quan hệ rộng khắp thiên hạ. Thấy tư giả hàn bị nữ thổ phỉ diệp oản oản này mê hoặc làm cho thần hồn biên đảo, Giang Ly hận suýt chút nữa nghiến nát cả răng của mình. Đệt, sốt của cô là ai? cô không phải là tiểu nha đầu ở cấm địa Atula kia sao? Giang Ly hận đột nhiên hồi tưởng lại năm đó. Diệp Oản Oản nhìn trời giả bộ ngu, hả? Cấm địa Atula, cấm địa gì cơ? Giang Ly hận chừng nàng, bất cùng tôi giả vờ giả tỏi, coi như là cô có hóa thành cho tôi cũng nhớ ra cô. Diệp Oản Oản không nói gì mà lườm hắn một cái. Bất quá coi như năm đó nàng nói một câu, A à cửu, làm sao anh lại sẽ có bằng hữu xấu như vậy, cái tên này lại có thể nhớ đến bây giờ, cũng đã đủ kỳ lạ rồi. Thù mới hận cũ vào chung một chỗ. Giang ly hận nhất thời nhìn nàng càng thêm không thuận mắt. Lúc này chạy đến bên cạnh của tư dạ hàn. Sắc mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói với tư dạ hàn. A cửu. Không phải là cậu nói nhà đầu này là một người lương thiện vào nhầm cấm địa sao. Không phải cậu nói cô ta đặc biệt đơn thuần không giành thế sự sao. Làm sao lại thành nữ ma đầu. Nhà đầu này. Một hồi là tiểu lâu la không sợ minh. Một hồi là minh chủ không sợ minh tóc húi cua ca. Một hồi là nhị tiểu thư nhiếp ra, một hồi lại là huấn luyện viên ma quỷ của học viện lính đánh thuê xích diễm. Quả thật là com lê đi khắp nơi, quan hệ rộng khắp thiên hạ. Tuyệt đối không đáng tin cậy. A à cửu, làm sao cậu lại tin tưởng cô ta như vậy rồi hả? Diệp oản oản giận đến không thôi. Mẹ kiếp, cái gì lại gọi là com lê đi khắp nơi, quan hệ tốt khắp thiên hạ? Hắn có thể nói như vậy sao? Tư giả hàn nghe vậy. Cảnh cáo Lườm Giang Ly Hận đang lại nhải một cái, im miệng. Giang Ly Hận không cam lòng tiếp tục mở miệng nói, a cửu chớ bị nhan sắc của nữ nhân này làm mê hoặc, cậu quên chuyện nữ nhân này cắm sừng cho cậu rồi hả? Cậu còn thật đi tin tưởng một tờ giấy rách, tin tưởng cái giám định người thân gì gì đó, cảm thấy thằng nhóc con đã lớn đến 5 tuổi kia là con cậu sao? Vạn nhất là con người khác thì sao, há chẳng phải là cậu nuôi con trai cho người khác? Giang Ly Hận Diệp Oản Oản vén tay áo lên, đang muốn đi đánh cái tên khích bác ly rán giang ly hận này. Lúc này, nơi cánh cửa đột nhiên chuyển tới một âm thanh nhõng nhẽo, mẹ. Đường đường bảo bối. Giờ phút này, đường đường dường như mới vừa tỉnh ngủ, đầy đáng yêu rụi dụ rụi mắt đứng ở cửa. Nghe được âm thanh của đường đường bảo bối, sự tức giận trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến mất hầu như không còn, cười tươi như hoa mà chạy tới ôm cậu bé. Bảo bối, sao con lại tới đây, có phải là đói rồi hay không? Xin lỗi xin lỗi, mẹ có chuyện làm trễ nãi rồi, lập tức sẽ bồi con đi ăn cơm. Diệp Oản Oản nói xong, hôn chụt một cái ở trên mặt cậu bé. Sau đó, Diệp Oản Oản hướng về tư giả hàn nhìn một cái, ngay sau đó nháy mắt cho đường đường, bảo bối, cha con đến rồi nha. Cậu bé nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía tư giả hàn ở bên cạnh, nhõng nhẽo mà kêu một tiếng, cha. Tư giả hàn, ừm. Nhìn hai cha con, Diệp Oản Oản vui vẻ yên tâm không thôi gật đầu, bảo bối ngoan ngoãn, đi thôi, để cho cha ôm con. Cậu nhóc bình thường vốn cao ngạo lạnh lùng trước mặt tư giả hàn, nghe được lời của mẹ, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, bạch 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 đi tới trước mặt của tư giả hàn, mở rộng hai cánh tay ngắn ngủn, dơ lên, cha, ôm ôm tương đương. Tư giả hàn nhìn con trai ở trước mặt Diệp Oản Oản hoàn toàn tưởng như hai người, vừa nhu thuận vừa ôn hòa vừa đáng yêu lại biết nghe lời, trầm mặc chẳng lẽ là phương thức anh sống chung cùng con trai có vấn đề. Một lát sau, chàng trai ngồi xổm người xuống, cực kỳ ôn nhu bế cậu nhóc lên. Giờ phút này, một bên, Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên. Giang Ly Hận và Tạ Thiên Xuyên hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn chầm chầm hai cha con, toàn bộ đều ngẩn ra. chương 2213 còn có thể là chủ động dính lấy không buông. Tạ Thiên Xuyên kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm đứa bé với thần thái cực kỳ giống tư giả hàn kia, phảng phất như tư giả hàn phiên bản thu nhỏ, đây. Đây chính là con trai cậu. Giang Ly Hận, chuyện này là không thể nào. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua Giang Ly Hận đang còn ngơ ngác, dù tức nhưng vẫn ung dung mà dơ lên hai cánh tay vòng quanh ngực, mặt không cảm xúc mở miệng nói, tới đây. Đến đây, họ Giang, anh nhìn chằm chằm mặt bảo bối nhà tôi, lặp lại lần nữa, cha ruột bảo bối nhà tôi là ai. Giang ly hận nhìn đứa nhỏ trong ngực tư giả hàn một chút lại nhìn đứa lớn tư giả hàn một chút thật sự là không cách nào nói ra lời hai người một lớn một nhỏ này làm sao lại không phải là cha con ruột thịt cho được mặt hắn đầy biểu tình không cách nào tin tôi nhổ vào a à cửu đứa bé này quả quả thật đúng là con của cậu bọn họ vẫn cho rằng tư giả hàn là không gần nữ sắc nhất trong số bọn họ nhưng vạn vạn không ngờ tới người ta ngay cả con trai cũng đều đã lớn như vậy không biết Giang Ly Hận nghĩ tới điều gì, đột nhiên bày ra vẻ tỉnh ngộ, "Tôi nói cậu làm sao lại quyết tâm ở lại chỗ này, vô luận như thế nào cũng không thèm quay về." Nguyên lai like chính là vì nữ nhân này, ngay cả con trai đều có, sẽ không phải là cậu chuẩn bị kết hôn cùng nữ nhân này đấy chứ? Nghe được lời này của Giang Ly Hận, trong lòng Diệp Oản Oản thực sự cảm thấy không thoải mái, "Đó là đương nhiên. Chúng tôi nhất định là sẽ sắp kết hôn đấy. Anh có ý kiến gì sao?" Nghe được lời của Diệp Oản Oản, ánh mắt của Tư Giả Hàn chợt sáng lên một cái rất khó có thể nhận ra được. Giang Ly Hận nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tư Giả Hàn nói, "A Cửu, cậu chơi thật lớn." "Vạn nhất bị mẹ cậu." "Tư Giả Hàn, Giang Ly Hận." Bởi vì bị Tư Giả Hàn cắt ngang, Giang Ly Hận chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng, nhắc Giang Ly Hận một câu, "Cậu được lắm, tự vạch áo cho người xem lưng." "Tôi từng nói, Tôi và bà ta không có quan hệ. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn là vẻ lạnh giá xưa nay chưa từng có. Diệp Oản Oản không khỏi nắm chặt bàn tay thoáng lạnh đi của chàng trai. Mặc dù Tư Dạ Hàn ẩn giấu rất tốt, Diệp Oản Oản vẫn cảm thấy tâm tình của anh có cái gì đó không đúng. Trên thế giới này, chuyện có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của Tư Dạ Hàn cực ít. Tư Dạ Hàn dường như là vô cùng kiêng kỵ nhắc đến mẹ của anh thật ra thì từ kinh lịch của tư giả hàn liền có thể suy đoán ra quan hệ của anh và mẹ sợ là không tốt lo lắng động đến chuyện thương tâm của anh cho nên nàng cũng không hỏi anh nhiều về chuyện của mẹ chỉ biết tư giả hàn đã đoạn tuyệt quan hệ cùng mẹ mình từ cách nói của giang ly hận mà xem mẹ của tư giả hàn tựa hồ là không quá tán thành tư giả hàn đi cùng với nàng thì phải diệp oản oản suy nghĩ một chút trước đó không tán thành đại khái là bởi vì thân phận không xứng nhưng bây giờ nàng đã khôi phục lại thân phận nhị tiểu thư nhiếp ra, dù thế nào cũng coi như xứng với cổ tộc tư thị đi. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản thu hồi lại dòng suy nghĩ lung ta lung tung. Ngược lại, tư giả Hàn đều đã nói rằng anh đã đoạn tuyệt quan hệ cùng mẹ, mặc kệ như thế nào cũng đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đường đường tựa vào bả vai của tư giả Hàn, mê man chấp chấp hai mắt thật to, mẹ của cha. Diệp Oản Oản xoa xoa đầu cậu bé, nói sang chuyện khác, đi, cha mẹ dẫn con đi ăn đồ ăn ngon nhé." Trong mắt cậu bé lập tức phát sáng, nhanh chóng gật đầu một cái, "Vâng." Thấy cả nhà bọn họ ba người, Ván đã đóng thuyền, Giang Ly hận một bộ biểu tình cực kỳ đau đớn cứ như thể cải trắng nhà mình bị heo ăn vậy, "Nữ nhân này, hừ, thật là thủ đoạn." Diệp Oản Oản buông tay, "Ngài thật đúng là quá khen rồi, nếu như bánh nướng, bánh bao, kẹo popping candy cũng thật được coi như là thủ đoạn mà nói." Vậy được rồi, tôi đây quả thật là thủ đoạn tốt vô cùng. Có Nguyệt lão làm chứng, thật sự là tôi không hề dùng bất cứ thủ đoạn nào có được không? Giang Ly Hận liên tục cười lạnh, diễn, tiếp tục diễn. Cô không dùng thủ đoạn, vậy còn có thể là a cửu chủ động dính lấy cô không buông sao? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một bên đã truyền tới âm thanh trầm thấp của Tư giả Hàn, cậu có ý kiến. Giang Ly Hận. Chương 2214, tưởng như hai đứa con trai A à cửu, ở lại không sợ Minh ăn cơm đi. Diệp oản oản đắc ý mà liếc Giang Ly hận một cái, chợt nhìn về phía tư giả hàn cười khanh khách. Nghe Diệp oản oản nói vậy, tư giả hàn yên lặng chốc lát, không phải là đều đã di rời trống rỗng rồi sao? Diệp oản oản, quả thực, bây giờ không sợ Minh đã bị lấy sạch, tất cả mọi thứ đều bị dọn đến trụ sở chính tử vong hoa hồng, ngay cả hộp đựng bút trong phòng làm việc cũng đều không hề lưu lại. Chưa hết mà, nồi niêu song chảo trong phòng bếp còn chưa kịp rời đâu đấy. Bỗng nhiên, bác đầu ở bên cạnh mở miệng nói, hôm nay đệ chính là tới rời những thứ nồi niêu song chảo kia. Diệp oản oản, không sợ minh bọn họ, từ lúc nào trở nên bần tới mức này rồi, ngay cả nồi niêu song chảo đều định chuyển đi. Mua thêm một bộ nữa thì đã thế nào, có thể tốn bao nhiêu tiền chứ? Phong tỷ trước đó bảo đệ rời, để quên mất, phong tỷ, tỷ sẽ không trách đệ chứ. Bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản cười nói, Diệp Oản Oản, cho em xin thu hồi lại suy nghĩ mới rồi của mình, cảm ơn. Không cần đâu, tư giả dạ hàn hướng về Diệp Oản Oản nói, cùng anh trở về Atula. Diệp Oản Oản vốn định đáp ứng, nhưng mà nghĩ một hồi, lại lắc đầu. Hiện nay, không sợ minh và tử vong hoa hồng cũng chưa hoàn thành việc sáp nhập, trưởng lão cao tầng không sợ minh và cao tầng tử vong hoa hồng đã bởi vì vấn đề phân phối chức vị mà làm ồn ào thành một mớ bong bong bên kia còn có quá nhiều chuyện cần chính nàng tự xử lý trước mắt khẳng định là không thể đi a à tu la chơi được a à cửu bên kia em còn có chuyện chưa xử lý xong đều đợi xử lý xong hãng đi diệp oản oản suy nghĩ một chút mở miệng nói nghe vậy tư giả hàn cũng không nói gì nhiều nhẹ nhàng đặt đường đường xuống dưới đất đầy ôn nhu xoa xoa đầu của đường đường cha đi trước con ở lại phụng bồi mẹ được rồi cha đường đường quả quyết gật đầu chờ chút Diệp Oản Oản kéo tư dạ hàn lại, A cửu, em bên này rất bận rộn, hay là trước tiên anh đem đường đường dẫn đi đi, chờ sau khi em xử lý tốt chuyện bên này xong liền đi qua. Được, tư dạ hàn đáp ứng. Đường đường, mẹ, con có thể giúp một tay, đường đường chớp chớp đôi mắt to tròn trong vắt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Xin lỗi đường đường của mẹ, trước tiên hãy cùng cha con trở về được không? Để cho cha làm đồ ăn ngon cho con ăn. Diệp Oản Oản cười nói với Đường Đường. Nghe tiếng, Đường Đường yên lặng rất lâu, cuối cùng mới gật đầu đáp ứng. "Đói không?" Tư Giả Hàn ngồi sổ người xuống, lần nữa bế Đường Đường lên. Đường Đường yên lặng, sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái, sau đó mới gật đầu đáp, "Đói, con muốn ăn cơm do cha nấu." A à Cửu, "Con của cậu thật ngoan." Tạ Thiên Xuyên đầy hâm mộ nhìn Tư Giả Hàn một cái. Giang Ly Hận thì lại ở bên cạnh thầm ói hỏng bét con trai do nữ nhân này sinh ra làm sao sẽ có thể ngoan như vậy, tuyệt đối là không khoa học. Rất nhanh, tư giả hàn ôm lấy đường đường cùng đám người tạ thiên xuyên và giang ly hận rời khỏi không sợ minh. Nhìn đường đường và tư giả hàn sống chung rất tốt, lòng diệp oản oản tràn đầy vui vẻ yên tâm, trên mặt không khỏi cười đến nở hoa. Thả con xuống, con có thể tự đi. Mới rời khỏi cao ốc không sợ minh, đường đường bị tư giả hàn ôm ở trong ngực, trong nháy mắt thay đổi nét mặt, hơi có chút ghét bỏ mà lên tiếng yêu cầu tư giả hàn lúc có mẹ ruột và lúc không có mẹ ruột ở đây tưởng như là hai đứa con trai sau khi để đường đường xuống đường đường chỉ vào phòng ăn đằng trước cha chúng ta đi nơi đó ăn đi nghe đường đường nói vậy giang ly hận thoáng sững sờ cháu ngoan không phải là mới vừa rồi cháu muốn cha làm cơm cho cháu ăn sao đường đường lườm giang ly hận một cái có liên quan gì tới ông ma lem khi dễ mẹ, đều không phải là người tốt. Đường đường vừa dứt tiếng, Giang Ly hận sướng sờ tại chỗ, mặt đầy khó tin, cái tên nhãi danh này gọi mình là cái gì? Ma Lem chương 2215, thế giới đổi trắng thay đen này. Ma Lem, mắt cả nhà bọn họ đều bị mù sao. Có thể đi bệnh viện mắt khám một chút hay không? Căn bệnh này đã tới thời kỳ cuối rồi có được không? Hắn biết ngay mà, hắn biết ngay đứa con do nữ nhân kia sinh ra tuyệt đối không phải là hiền lành gì quả nhiên đường đường không được nói giang thúc thúc như vậy tư giả hàn nhìn về phía đường đường mặt không đổi sắc nói đường đường ngước đầu nhỏ nhìn về phía cha ruột của mình một cái cha không đồng ý với quan điểm của mẹ sao tư giả hàn ngay lập tức yên lặng một hồi lâu sau mới mở miệng nói không phải là không đồng ý giang ly hận được vô tình lắm thay cái thế giới, đổi, trắng, thay, đen, này. Trong không sợ minh, Diệp Oản Oản cũng không biết đến khúc nhạc dạo ngắn giữa đường đường và đám người giang ly hận, đi theo bắt đầu kiểm tra khắp nơi trong tòa nhà lớn. Phong tỷ, để có thể dùng tánh mạng của đệ thề, toàn bộ không sợ minh đều bị lấy sạch, hiện tại chỉ còn lại có nồi niêu song chảo trong phòng bếp mà thôi, tuyệt đối không hề lưu lại bất kỳ vật gì khác. Bắt đầu hướng về Diệp Oản Oản thề thốt. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, dường như thật sự không còn cái gì có thể rời nữa rồi đến lúc đó trước tiên đem dòng chính kiện ra trọng tài hội sau đó sẽ thông qua tử vong hoa hồng một lần nữa để cho không sợ minh xuất hiện trên đời nói rằng chính mình dùng số tiền lớn chuộc lại không sợ minh về nói tới nói lui đằng nào mà trả xuôi không đúng những đồ vật trong bảo khố của chúng ta còn chưa rời xong đâu tôi còn nhớ có một chiếc bàn lớn hình như là được làm bằng một loại gỗ gì đó cực kỳ chân quý đợi qua mấy ngày cậu theo tôi quay lại dọn nó đi nhé. Diệp Oản Oản nói, đúng đúng đúng, trí nhớ của Phong tỷ thật tốt, suýt chút nữa để đã quên bắn đi mất. Bắt đầu gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản cười lạnh không thôi, nói vậy không phải là thừa sao, hết thảy những chuyện liên quan tới tiền bạc, trí nhớ của nàng có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Không bao lâu, Diệp Oản Oản và bắt đầu liền rời khỏi không sợ minh, đi đến tử vong hoa hồng. Thời gian hai ngày này, Diệp Oản Oản ở lại tử vong hoa hồng xử lý gần như ổn ổn thỏa thỏa mọi mâu thuẫn liên quan đến phân chia quyền lực của chúng cao tầng. Mà trong thời gian hai ngày này, từ dòng chính bên kia, truyền tới một tin tức. Bắt đầu đẩy một cái, mở cửa chính phòng làm việc ra, một đường chạy nhanh vào bên trong. Cậu làm gì vậy, sao không gõ cửa? Diệp Oản Oản liếc bắt đầu một cái, chính mình đang đàm luận cùng đại trưởng lão. Phong tỷ, tỷ không biết, để cho tỷ biết xảy ra chuyện lớn rồi. Bác đầu hướng về Diệp Oản Oản vội vàng nói. Bác đầu vừa dứt tiếng, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhướng lên, xảy ra chuyện lớn. Lại xảy ra chuyện lớn gì? Diệp Oản Oản hỏi. Phong tỷ, tỷ còn nhớ cái tên tiết lão của dòng chính đó sao? Bác đầu hỏi. Nói nhảm, Diệp Oản Oản lườm bác đầu một cái, lúc này mới mấy ngày, làm sao sẽ có thể quên chứ? Phong tỷ, chính là cái gã tiết lão đó, từ lần trước sau khi từ không sợ minh trở về, liền bị tỷ làm cho tức giận sinh bệnh gượng dậy không nổi, hiện tại cả ngày đều nằm ở trên giường, đoán chừng là sắp bị tỷ làm cho tức chết. Bắt đầu nói, nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, cái gã tiết lão dòng chính đó, bị chính mình làm cho tức giận sinh bệnh gượng dậy không nổi. Đại trưởng lão yên lặng nhìn Diệp Oản Oản một cái, dường như, minh chủ bọn họ, đích xác cũng có bản lãnh như vậy. Toàn bộ độc lập châu, Phóng tầm mắt nhìn tới, từ chưa tới nay ông chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế. Đầu tiên là tại Hoa Quốc, cùng khai chiến với Tư Vô Thiên, Minh chủ vô cùng bình tĩnh bấm điện thoại báo cảnh sát. Sau đó, liền không có sau đó. Nghe nói, trước đó Minh chủ tại trên hải đảo, còn chiếm được Bạch Hổ lệnh. Nguyên nhân là cùng đánh cuộc với chủ nhân của Bạch Hổ lệnh. Đánh cược người ta không dám ăn, C, ứ, T. Nhất là đối với dòng chính, loại thủ đoạn này càng khó mà hình dung. Thích, cái tên tiết lão đó, dạng dỡ cả đời, cũng rất có danh vọng tại dòng chính, tất cả mọi người hắn kết giao đều là nhân vật có mặt mũi. Đoán chừng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải người như Minh Chủ vậy, trong lúc nhất thời không thích ứng được, bị tức mà sinh bệnh. Cũng là vô cùng bình thường, một bên, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Trường 2216 còn không đáng tiền bằng một cái bàn đại trưởng lão ông nhìn lời này của ông nói mà xem cái gì gọi là nhân vật có mặt mũi chúng ta tại độc lập châu còn không phải là nhân vật có mặt mũi sao chỉ có thể nói tư chất nội tâm gã tiết lão đó không tốt năng lực chịu đựng rất kém cỏi cái kia trách được ai chúng ta cũng không hề vi phạm bất kỳ điều khoản hiệp ước nào bắt đầu nói đích xác là như vậy đại trưởng lão gật đầu một cái diệp oản oản nhún nhẹ hai vai đến lúc đó nếu bị tức chết rồi cũng không có liên quan gì đến tôi. Đến lúc đó nếu như thật sự bị làm cho tức chết, các người nói xem, dòng chính có khi nào sẽ tới trả thù chúng ta hay không? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, bắt đầu và đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. à, bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, phong tỷ, hẳn là sẽ không trả thù đệ và đại trưởng lão. Coi như là có trả thù mà nói, đệ phỏng trừng dòng chính cũng chỉ có thể đi trả thù một mình tỉ mà thôi. Diệp Oản Oản, tin tức tiết lão của dòng chính bị không sợ minh chủ làm cho tức giận đổ bệnh nặng, còn chưa tới nửa ngày đã truyền khắp toàn bộ độc lập châu. Không ít thế lực thầm mắng Diệp Oản Oản hèn hạ vô sỉ. Xem đi, tiết lão của dòng chính người ta dù gì cũng bao nhiêu tuổi rồi hả? Một ông già 70 đến 80 tuổi, xem đi, bị chọc cho tức thành dạng gì? Thoạt tiên, một đám đại lão được Diệp Oản Oản cứu ra từ trên hải đảo, dối giết lắc đầu bọn họ đã tự mình lãnh giáo sự vô sỉ của không sợ minh chủ, cũng phải may là bọn họ còn trẻ, năng lực chịu đựng và tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ. Nếu không, chỉ sợ trước đó khi còn ở trên hải đảo đã bị không sợ minh chủ ép đến tức chết. Chẳng biết tại sao, những đại lão kia bỗng nhiên có chút cảm thương vô hình cho tiết lão dòng chính. Ông già này thật đúng là xui xẻo, mặc dù nói cả đời minh tranh ám đấu lăn lột, nhưng dù sao cũng là tranh đấu, chất lượng cao, chỉ sợ cả đời cũng không đụng phải người vô liêm sỉ giống như không sợ minh chủ vậy. Lần này chỉ có thể coi như là ông ta xui xẻo. Đối với tiết lão, Diệp Oản Oản cũng không để ý, trực tiếp gọi đám người bắt đầu, lần nữa quay trở lại không sợ minh, chuẩn bị dọn chiếc bàn có giá trị không nhỏ kia đi. Phong tỷ, loại chuyện nhỏ này, để cho người phía dưới đi làm là được rồi, còn bảo bọn đệ tự mình qua rời sao? Bắt đầu nói. Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, nói nhảm, đồ quý giá như vậy, vạn nhất rời hỏng rồi làm sao bây giờ? Có bán cậu đi đều không bồi thường nổi. Bắt đầu, hắn còn không đáng tiền bằng một cái bàn. Nhưng mà, mới vừa rời chiếc bàn từ trong bảo khố ra ngoài, còn người tam trưởng lão lại đột nhiên co rụt lại, nhìn thẳng về phía trước. Minh chủ, tam trưởng lão lập tức hướng về Diệp Oản Oản hô lên. Sao vậy? Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về phía tam trưởng lão người bí ẩn ban đầu từng gặp riêng nhiếp linh lung tam trưởng lão chỉ về phía trước diệp oản oản và đám người bắt đầu thuận theo phương hướng tam trưởng lão chỉ mà nhìn lại một thân hình cao lớn toàn thân bọc trong áo choàng đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại không sợ minh bên người của người áo đen còn có tinh anh dòng chính đi theo tam trưởng lão xác định là hắn diệp oản oản hỏi không sai tam trưởng lão gật đầu liên tục minh chủ tuyệt đối là người này hóa thành cho tôi cũng nhận ra không phải ông nói ngày đó đã quá muộn không thấy rõ cụ thể sao diệp oản oản có chút hoài nghi không thấy rõ người nhưng mà loại y phục kia thì tôi biết tam trưởng lão lại nói hơn nữa người này và thành viên dòng chính ở chung một chỗ vậy còn có thể sai sao lúc này diệp oản oản nhìn về phía người áo đen hàn quang lóe lên trong chớp mắt chính là người này ban đầu thương lượng với nhiếp linh lung muốn diệt trừ đại ca nhiếp vô danh. Nếu như không có người này đáp ứng, anh trai nàng tuyệt đối sẽ không chết. Diệp Oản Oản cơ hồ không có bất kỳ lời nói nhảm nào, hai chân phát lực, cả người bật lên thật cao, tung ra một đấm ẩn chứa sức mạnh khủng bố, hung hăng đập thẳng về phía người áo đen. chương 2217, không phải là người của dòng chính. Tìm chết. Thấy vậy, tình anh dòng chính trong nháy mắt chắn bên người người áo đen, cũng đồng dạng tung một đấm, đánh về phía Diệp Oản Oản. Ầm. Um, hai quyền chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ vang trời như tiếng sấm giữa tiết trời đầu hạ. Chỉ thấy, cái tên tinh anh dòng chính kia như diều đứt dây, bị một đấm của Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài. Con bà nó, Phong tỉ Châu bò, chơi chết nó cho đệ, đánh chết nó. Thấy vậy, bắt đầu ở một bên cao giọng hò hét. Là ngươi hại chết đại ca ta. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người áo đen gần trong gang tấc, cả người giống như ác quỷ trong tu la địa ngục bò ra ngoài ta muốn ngươi chết. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản giống như một con mãnh thú, trong nháy mắt nhào về phía người áo đen. Nhưng mà, người áo đen đứng tại chỗ, ngay cả nửa bước cũng không di chuyển. ầm, um, một đấm Diệp Oản Oản toàn lực đánh ra, ở dưới con mắt mọi người, lại bị người áo đen hời hợt giữ tại trong lòng bàn tay. Diệp Oản Oản dùng hết toàn lực, mới có thể tránh thoát từ trong lòng bàn tay người áo đen. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía hắn ta, chân mày nhăn lại. Người này, người áo đen chậm rãi đi về phía Diệp Oản Oản. Bốp, một trường đánh ra, tốc độ của người áo đen nhanh đến cực hạn, mắt thường đã khó mà phân biệt. Ngay cả chính Diệp Oản Oản, cũng không nhìn thấy rõ vết tích một trường này của người áo đen nọ. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Oản Oản giơ hai cánh tay bắt chéo ngăn cản ở phía trước, miến cứng đỡ được một trưởng của hắn ta cả người lảo đảo lùi lại về sau mấy bước chỉ bất quá lúc này diệp oản oản mới vừa dừng hẳn thân hình thế công của người kia lại tiếp tục tràn lên mãi đến chiều thứ tư diệp oản oản bị gã đàn ông mặc áo đen chế trụ không cách nào tránh thoát mẹ nó tình cảnh này khiến cho bác đầu và tam trưởng lão hoàn toàn mắt hoa mày choáng sự mạnh mẽ của minh chủ bọn họ hai người hiểu rõ ràng trong lòng bây giờ minh chủ sức mạnh so với năm đó, chỉ có hơn chứa không kém. Nói là cao thủ hàng đầu cấp cao nhất của độc lập châu, vậy cũng là nhẹ. Làm sao, không sợ minh chủ mạnh mẽ như vậy, lại có thể không tiếp nổi mấy chiêu của gã dòng chính mặc áo đen này. Tam trưởng lão, lên, chơi hắn, đánh hắn. Bắt đầu nhìn về phía tam trưởng lão ở bên cạnh, mở miệng nói. Bắt đầu, nhanh lên, cứu minh chủ. Tam trưởng lão cũng vội vàng nói gần như cùng một lúc. Ta, đệt chúng ta cùng tiến lên được trong lúc nói chuyện bác đầu và tam trưởng lão lập tức phóng về phía gã đàn ông áo đen kia nhưng mà kết quả lại cũng ở trong dự liệu tam trưởng lão và bác đầu chỉ một chiêu liền đã bị gã mặc đồ đen đánh cho ngã nhào ra đất ta tới không sợ minh các ngươi chỉ muốn lấy một vật thanh âm khàn khàn của người áo đen truyền ra vào giờ phút này lúc này diệp oản oản mới xác định đây chính là một người đàn ông Nhanh nhanh cho, tặng cái bàn kia cho người đấy." Bắc Đầu vội vàng nói. Nghe tiếng, gã đàn ông áo đen liếc nhìn cái bàn một cái, rất nhanh đã thu hồi lại ánh mắt. Tiết Lão bị tức đến bệnh nặng, cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng tính là người của dòng chính, chúng ta có ký hợp tác chiến lược với dòng chính đó nha, các ngươi là muốn bị kiện lên trọng tài hội sao?" Còn người Tam trưởng lão hơi hơi chuyển một cái, nhìn về phía gã đàn ông áo đen, nói: "Người đàn ông này Quả thực là quá mức khủng bố, căn bản không có khả năng dựa vào vũ lực vượt qua hắn. Ta, không phải là người của dòng chính, âm thanh bình thản của người đàn ông áo đen truyền ra. Không phải là người của dòng chính. Nghe lời nói này, tất cả mọi người đều sửng sốt một phen. Ha, nam nhân áo đen lạnh giọng cười nói, muốn tố cáo dòng chính, các người cứ việc đi. Diệp oản oản như có điều suy nghĩ, tin tức trước đó lấy được, người đàn ông này hẳn không phải là người của dòng chính, tựa hồ là thuộc về loại quân sư suốt mưu bảy kế cho dòng chính. Chẳng lẽ là được dòng chính dùng số tiền lớn mời tới? chương 2218, đem đồ vật giao ra. Đại nhân, rất nhanh, tinh anh dòng chính trước đó bị Diệp Oản Oản một quyền đánh bay, lần nữa bỏ dậy, đi tới bên cạnh gã đàn ông đồ đen, thần sắc vô cùng cung kính. Gã đồ đen cũng không phản ứng, ngược lại còn nhìn về phía Diệp Oản Oản, người rất không tồi, nhiếp linh lung cũng chết ở trên tay của ngươi. Nghe tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, thế nào, đau lòng. Đau lòng, gã háo đen không khỏi lắc đầu, à, chẳng qua chỉ là một con chó trong tay ta, chết thì chết thôi. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, ở dưới sự ra hiệu của gã mặc đồ đen, thành viên tinh anh dòng chính, chó Diệp Oản Oản lại, nhốt vào hầm giam duy nhất của không sợ minh. Về phần tam trưởng lão và bắt đầu, thì bị cột vào phòng làm việc trong hầm giam diệp oản oản bị tinh anh dòng chính trói ở một bên cười lạnh nói bạch minh chủ có thể khiến cho đại nhân tự mình ra tay người cũng là người đầu tiên diệp oản oản nhìn chằm chằm gã đàn ông mặc đồ đen cách đó không xa cũng không lên tiếng bạch minh chủ ta khuyên ngươi thức thời một chút đem đồ vật giao ra thành viên dòng chính nhìn chằm chằm diệp oản oản lạnh giọng quát lên đồ gì diệp oản oản mặt không cảm xúc đương nhiên là chiếc nhẫn thành viên dòng chính nói đó là thứ đại nhân muốn bạch minh chủ người đừng có liều mạng làm ra chống cự gì a à, đáng tiếc chiếc nhẫn kia đã bị ta tiêu hủy diệp hoàn hoàn cười lạnh còn không đợi thành viên dòng chính tiếp tục nói tiếp gã áo đen đứng dậy đi tới bên cạnh diệp hoàn hoàn ánh mắt rất nhanh rơi vào quả đấm gắt gao nắm chặt của diệp hoàn hoàn lúc này gã ta tiến lên nhìn chăm chăm diệp hoàn hoàn mở tay ra nếu không lập tức giết chết hai người trên lầu gã áo đen vừa dứt tiếng chân mày diệp oản oản nhíu lại thật chặt bất đắc dĩ diệp oản oản chỉ có thể mở nắm đấm ra nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay diệp oản oản gã áo đen thận trọng lấy chiếc nhẫn ra nhìn có vẻ vô cùng coi trọng đối với nó diệp oản oản không khỏi cười thầm trong lòng chiếc nhẫn này thật ra chỉ là hàng nhái chính mình trước đó từng hỏi mẹ của bác đầu thứ này không có mảy may quan hệ với tử vong hoa hồng Kể từ sau khi biết được chiếc nhẫn kia tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của Tử vong hoa hồng, Diệp Oản Oản liền giấu đi, đeo thứ hàng nhái này trên tay, chủ yếu là làm màu cho có mà thôi. Mới vừa rồi, nàng cố ý nắm chặt chiếc nhẫn này ở lòng bàn tay, làm ra vẻ rất coi trọng chiếc nhẫn, chính là vì muốn lừa gạt cái gã đàn ông đồ đen này. Diệp Oản Oản tin rằng, gã mặc đồ đen kia tuyệt đối không thể phân biệt được thật giả. Giờ phút này, gã ta đứng tại chỗ quan sát tỉ mỉ chiếc nhẫn nọ. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho bất hạnh, người trả lại cho ta." Diệp Oản Oản lớn tiếng quát. Diệp Oản Oản dứt tiếng, lúc này hắn ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Gã ta cũng không phản ứng lại Diệp Oản Oản, mà là đeo chiếc nhẫn vào trên ngón tay. "Đại nhân, là chiếc nhẫn này sao?" Thành viên dòng chính hỏi. "Chắc vậy." gã ta đáp. "Vậy, đại nhân, không bằng ngài rời đi trước, nơi này để tôi giải quyết tốt." thành viên tinh anh dòng chính quan sát diệp oản oản trên mặt hiện ra một ý cười dâm không sợ minh chủ này quả nhiên là tướng mạo không tầm thường người cũng đã biết bình sinh ta ghét nhất cái gì gã mặc đồ đen bình tĩnh cất lời hả thành viên dòng chính có chút sững sờ bình sinh ta hận nhất là nam nhân lăng nhục nữ nhân người đàn ông mặc đồ đen nói còn không đợi thành viên dòng chính tỉnh hồn lại gã áo đen đã bóp chặt cái cổ của hắn ta cùng lắm chỉ trong tích tắc khoảng nửa nhịp thở, chỉ nghe, rác, một tiếng, cổ của thành viên dòng chính đã bị người đàn ông thần bí nọ bóp gấy. chương 2219, có phải là cầu tạp chủng hay không? Diệp Oản Oản nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, chân mày không khỏi nhíu lại thật sâu. Thực lực của người áo đen này, căn bản là sâu không lường được, trừ phi là dịch thủy hàn mới có thể ra tay. Chỉ bất quá, dường như dịch thủy hàn cũng là người của dòng chính. Giờ phút này, gã áo đen đem chiếc nhẫn bỏ vào túi, cũng không thèm nhìn Diệp Oản Oản lấy một cái, xoay người rời khỏi nơi này. Sau mấy tiếng, tam trưởng lão mới loay hoay cởi được sợi dây ở trên người. Sau khi giúp bác đầu mở trói, hai người lập tức đi về hướng địa lao. Phong tỷ, tỷ không sao chứ? Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản bị sợi dây trói chặt, vội vàng mở miệng hỏi. Đừng nói nhảm, nhanh lên, tới giúp tôi mở trói diệp oản oản nói trong lúc nói chuyện tam trưởng lão đã tới bên cạnh diệp oản oản giúp nàng buông lỏng sợi dây con bà nó phong tỷ xảy ra chuyện gì đây không phải là gã thành viên dòng chính kia sao bắt đầu nhìn về phía thi thể dưới chân cả người không khỏi sửng sốt một chút minh chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người áo đen kia đâu tam trưởng lão đầy phòng bị hướng về bốn phía quan sát hắn đã đi rồi cái tên thành viên dòng chính này cũng là do người áo đen giết. Diệp Oản Oản giải thích đơn giản một câu. Nghe Diệp Oản Oản giải thích, tam trưởng lão và bắt đầu chố mắt nhìn nhau. Cái người mặc áo đen kia, đúng là một kẻ hung ác, ngay cả người một nhà đều tùy tiện giết. Thật không nghĩ tới, bên trong dòng chính, lại còn tồn tại thứ người như vậy. Có phần quá kinh khủng, tam trưởng lão không khỏi có chút sợ hãi. Nếu như, hôm nay cái gã đàn ông áo đen kia nguyện ý, tất cả mọi người bọn họ, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Đúng vậy, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả phong tỷ đều không phải là đối thủ của hắn. Bắt đầu gật đầu liên tục, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, bắt đầu tựa như là nhớ ra cái gì đó, mặt đầy kinh ngạc nói, phong tỷ, không đúng. Người của dòng chính làm sao biết, hôm nay chúng ta sẽ trở lại không sợ minh. Chẳng lẽ, có gian tế? Theo bắt đầu dứt tiếng, diệp oản oản lươm bắt đầu một cái gian tế cái rắm hả có ý gì bắt đầu mặt đầy mộng bức chúng ta đều cài không ít tai mắt tại khu vực lân cận mấy cái chi nhánh dòng chính chẳng lẽ dòng chính sẽ không cài nằm vùng cậu cho rằng tất cả mọi người đều giống như cậu sao diệp oản oản nói bắt đầu minh chủ hiện tại chúng ta phải làm gì chỉ chốc lát sau tam trưởng lão nhìn về phía diệp oản oản hỏi dọn dẹp sạch sẽ nơi này sau đó trở về. Diệp Oản Oản nói. Ước chừng trạng vạng, đám người Diệp Oản Oản một lần nữa quay trở về trụ sở chính tử vong Hoa Hồng. Sau khi đám người đại trưởng lão biết được chuyện này, dối giết chạy tới phòng làm việc. Không có khả năng. Đại trưởng lão ngồi ở một bên, như có điều suy nghĩ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, dòng chính lại còn có cao thủ bậc này, ngay cả minh chủ đều không đỡ được người này mấy chiêu. Có phần quá đáng sợ. Đâu chỉ là đáng sợ chứ, cái kia hoàn toàn chính là khủng bố. Bắt đầu trong nháy mắt bùng cháy, nói các người không có ở hiện trường, cái người áo đen dòng chính kia, một quyền một cước, tôi và tam trưởng lão liền bị đánh ngã dạp xuống đất, căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Cũng chỉ có phong tỷ còn có thể đỡ được mấy chiêu. Các người nói xem, cái tên đàn ông áo đen kia, sẽ không phải là cầu tạp trùng chứ. Bỗng nhiên, nhị trưởng lão vẫn một mực trầm mặc bỗng mở miệng nói. Phó Minh Hy gật đầu một cái, ông nội phân tích rất đúng. Diệp oản oản như có điều suy nghĩ, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn sẽ không phải là dịch thủy hàn. Lấy tính cách của dịch thủy hàn, thật muốn làm thứ gì đó, không cần phải che che giấu giấu. Huống chi, mục tiêu của dịch thủy hàn, một mực cũng chỉ là cổ tộc dòng thứ mà thôi. chương 2220, thuộc hạ bội phục. Dựa theo logic bình thường, hẳn là không có quan hệ lớn tới dịch hủy hàn mới đúng chỉ bất quá diệp oản oản cũng không cách nào xác định được thân thủ của người áo đen trước đó quả thực là có chút tương tự cùng dịch hủy hàn bất quá hẳn sẽ không phải là cầu tạp trùng dù sao cầu tạp trùng có định ý đối với cổ tộc bắt đầu sau một hồi yên lặng mới mở miệng nói chưa chắc thất tinh lắc đầu một cái cầu tạp trùng là sư phụ của thiếu chủ với quan hệ như vậy người áo đen không giết phong tỷ cũng có thể giải thích thông. Thất tinh vừa rước tiếng, mọi người tại đây lại chìm vào trong một mảnh trầm mặc. Trên mặt nổi, cầu tạp chủng có cửu hận đối với cổ tộc dòng thứ, nhưng sau lưng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không ai rõ ràng. Diệp oản oản ngồi trên ghế làm việc, như có điều suy nghĩ. Quả thực, mục tiêu lớn nhất của dịch thủy hàn, chắc là đám người cổ tộc dòng thứ kia. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, cổ tộc dòng thứ cũng không bị dịch thủy hàn tiêu diệt. Dịch Hủy Hàn dù có cường đại như thế nào, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một người, mà cổ tộc dòng thứ cao thủ nhiều như mây, mạng lưới thế lực cực lớn. Nếu chỉ dựa hết vào hắn, muốn hủy diệt toàn bộ cổ tộc, hẳn là không quá thực tế. Nhưng nếu như Dịch Hủy Hàn biết bí mật của Tử Vong Hoa Hồng, hơn nữa biết được chiếc nhẫn kia của mình là tín vật tượng trưng cho quyền lực tối cao của tổ chức. Như thế, có khi nào Dịch Hủy Hàn sẽ muốn có được chiếc nhẫn này, trở thành thủ lĩnh một đời mới của Tử Vong Hoa Hồng? mượn thế lực của tử vong hoa hồng một lần nữa đem tất cả cổ tộc độc lập châu chém tận giết tuyệt đương nhiên từ những chuyện trước mắt mà nói cũng chỉ là phân tích của diệp oản oản mà thôi người áo đen và dịch thủy hàn rốt của có liên quan tới nhau hay không có phải là một người hay không còn chưa thể xác định được bất kể là ai chuyện này tạm thời không được tiết lộ ra ngoài hồi lâu sau diệp oản oản nhìn mọi người bên trong phòng làm việc lên tiếng căn dặn phong tỷ khẳng định là không thể nói ra rồi đường đường là minh chủ không sợ minh bị một người áo đen không rõ lai lịch treo lên đánh chuyện này nếu như truyền ra ngoài mặt mũi của chúng ta biết thả đi hướng nào không đúng thể diện của không sợ minh biết thả đi hướng nào sau này chúng ta làm sao còn đặt chân tại độc lập châu quá mất mặt bắt đầu nhìn về phía diệp oản oản nói liền tù ti diệp oản oản lườm bắt đầu một cái cái thằng này từ trước đến giờ đều là trong mõm chó không mọc ra được ngà voi mà. Không để cho bọn họ nói ra, ngược lại không hề có liên quan gì đến chuyện mất mặt hay không. Nếu để cho người bên cạnh biết được, dòng chính còn có cao thủ mạnh như vậy chấn giữ, tất nhiên sẽ giao động lòng quân. Những thế lực đã gia nhập dòng thứ kia sẽ nghĩ như thế nào? Và lại, kẻ mạnh của dòng chính, chạy đến không sợ minh tìm tới không sợ minh chủ, chỉ vì cướp đồ, vậy thì thứ bị cướp kia rốt cuộc là cái gì, Kết quả có đoạt được vào tay hay không, nhất định sẽ có rất nhiều suy đoán. Giai đoạn hiện tại đều không có chỗ nào tốt đối với dòng thứ. Cho nên, chuyện như vậy tuyệt đối không thể truyền đi, đem tin tức phong tỏa là phương án tối ưu nhất. Ý tứ của minh chủ tôi đã hiểu, hôm nay các vị ở tại đây, đem tin tức phong tỏa, không được truyền đi. Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản một cái, lập tức minh bạch tâm tư của nàng. Ha ha, không thể không nói minh chủ tuổi tác không lớn nhưng tâm tư kín đáo thuộc hạ phục sát đất bội phục bội phục tam trưởng lão lập tức hướng về diệp oản oản vẫy đuôi nghe tam trưởng lão nói vậy diệp oản oản nhìn về phía tam trưởng lão đại trưởng lão biết tôi có ý gì chuyện đó tôi tin tam trưởng lão ông xác định ông cũng biết nhất định là thuộc hạ biết mà chuyện đại trưởng lão biết làm sao thuộc hạ lại có thể không biết tam trưởng lão vội vàng nói diệp oản oản vậy Tôi là có ý gì? Tam trưởng lão. Audio điện tử võ tấn bền. chương 2221, băng ghi hình. Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút lúng túng, nói, Minh Chủ, thật ra thì là như vậy. Minh Chủ là có ý gì? Cái này cũng không quan trọng, quan trọng chính là, Minh Chủ anh Minh thần vũ, tâm tư kín đáo. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản thở dài, quả nhiên vẫn là phong cách của không sợ minh. Coi như là chuyển đến tử vong hoa hồng, một điểm này cũng không có gì thay đổi. Dòng chính và dòng thứ, còn bao lâu nữa sẽ khai chiến? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản hướng về phía đại trưởng lão ở bên cạnh hỏi. Đại khái là mấy ngày tới, hai ngày gần đây, dòng chính và dòng thứ đều đang dò xét lẫn nhau, chiến đấu quy mô nhỏ cũng đã nổ ra mấy lần. Đại trưởng lão đáp, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, thời gian thái bình của độc lập châu đã hoàn toàn đi qua. Bất quá, nếu nói một cách nghiêm khắc, độc lập châu căn bản chưa bao giờ trải qua thái bình. Minh chủ, chúng ta có tính toán gì? Đại trưởng lão hỏi. Tam trưởng lão liếc đại trưởng lão một cái, bớt nói nhảm đi, tu la chủ kia là người của dòng thứ, đến lúc đó nhất định là chúng ta phải ủng hộ dòng thứ, còn có thể có tính toán gì chứ? Vậy, Minh chủ có ý tứ là, đến lúc đó liền dùng danh nghĩa của tử vong hoa hồng, ủng hộ dòng thứ. Đại trưởng lão hỏi do. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đây chính là kế hoạch của nàng. Còn không đợi Diệp Oản Oản bên này có hành động gì, nhiếp ra lại bỗng nhiên tuyên bố với bên ngoài, một trận chiến giữa dòng chính và dòng thứ, nhiếp ra ủng hộ dòng thứ. Cùng với tuyên bố của nhiếp ra, kỳ ra cũng theo đó tuyên bố ủng hộ dòng thứ. Bên trong tứ đại thế gia, còn lại thẩm gia và lăng gia là chậm chạp không có động tính, thẩm gia bên này, nói chung cũng không khó hiểu. Tại độc lập châu, thẩm gia chủ nếu là dân làm ăn, cũng không hy vọng cuốn vào trận chiến tranh giữa dòng chính và dòng thứ này. Nếu như tùy tiện ủng hộ, không chỉ phải bỏ ra tài lực to lớn, mà lỡ như ủng hộ nhầm một phương bại trận, cũng sẽ tạo thành đả kích vô cùng to lớn đối với thẩm gia. Mà phía lăng gia, trong lòng Diệp Oản Oản cũng biết được một chút. Nguyên bản, lăng gia đúng là có dự định ủng hộ dòng chính, nhưng hiện tại, nhiếp gia chủ và chủ mẫu trở lại, hơn nữa tuyên bố ủng hộ dòng thứ, lăng gia và nhiếp gia vốn là có chút hít mâu thuẫn, dường như cũng không muốn ở cùng một mặt trận với nhiếp gia. Chỉ bất quá, vào hai ngày sau, thẩm gia cùng lăng gia, rốt cuộc cũng đồng thời tuyên bố ủng hộ dòng thứ. Ba ngày sau, Phong Tỷ, người của võ đạo liên minh công hội tới. Nói là hội trưởng của bọn họ mời Tỷ đi đến trụ sở chính dự họp một chút. Bắt đầu báo cáo với Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Ban đầu, Tư Hạ từ sau khi trở về từ hải đảo vẫn không hề lộ diện, thật không ngờ tới, hôm nay hắn lại sẽ mời chính mình đi đến võ đạo liên minh công hội. Phong tỷ, sẽ không phải là tỷ dự định đi đấy chứ. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói, vào lúc này võ đạo liên minh công hội tìm tỷ, để phỏng chừng cũng không có chuyện gì tốt. Đương nhiên là không đi, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, nói cho bọn hắn biết, nếu như hội trưởng muốn gặp ta, liền tự mình tới tìm ta. Yes sơ tương đương, bắt đầu gật đầu một cái, sau đó lập tức xoay người rời đi. Nửa ngày sau, bác đầu cầm lấy một chiếc băng ghi hình đi tới phòng làm việc. Phong tỷ, đây là võ đạo liên minh công hội đưa tới, nói là bên trong có thứ tỷ cảm thấy hứng thú, để cho tỷ nhìn kỹ một chút. Bác đầu đem băng ghi hình đặt ở trên bàn. Nghe bác đầu nói vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Võ đạo liên minh công hội đưa tới băng ghi hình được, tôi biết rồi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Đợi sau khi bắt đầu rời phòng làm việc, Diệp Oản Oản đem băng ghi hình từ trên bàn cầm lên, quan sát tỉ mỉ chốc lát. Chỉ từ bề ngoài mà xem, tựa hồ đây là một cuộn băng ghi hình thông thường, cũng không có chỗ gì đặc biệt. chương 2222, ông ngoại. Không bao lâu, Diệp Oản Oản đem băng ghi hình bỏ vào trong thiết bị. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc tư hạ đang dở trò quỷ gì. Xem nội dung trên TV, Diệp oản oản như có điều suy nghĩ. Bản băng ghi hình này, kỳ thực là nội dung sao lại từ bản chính, bất quá chất lượng hình ảnh cũng coi như là rõ ràng. Làm mình, ánh mắt Diệp oản oản rơi vào trên màn hình, không khỏi hơi nhíu mày. Thiếu nữ xuất hiện trên màn hình, chính là nhiếp vội yêu năm đó. Ước chừng thời gian mấy hơi thở, một vị lão giả đầu tóc bạc phơ xuất hiện ông ngoại thấy ông lão đi đến diệp oản oản thần sắc đầy kinh ngạc cuộn băng ghi hình này vì sao lại có chính mình và ông ngoại từ khung cảnh chung quanh mà xem chắc là bên trong võ đạo liên minh nếu như dựa theo thời gian để phán đoán ước chừng là camera theo dõi vào mấy năm về trước còn không đợi diệp oản oản phục hồi lại tinh thần trong video thiếu nữ và ông lão chợt nổ ra cái vã kịch liệt cuối cùng dao găm trong tay của cô gái xuyên thấu qua lồng ngực của ông lão vào giờ phút này, nhìn nội dung trong video, Diệp Oản Oản đờ đẫn tại chỗ, khó mà tin nổi. Chính mình dùng dao găm xuyên qua lồng ngực của ông ngoại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Oản Oản ngồi xổm người xuống, trí nhớ vừa quen thuộc lại xa lạ, giống như đợt sóng tràn vào trong đầu. Phó đạo Liên Minh công hội. Thiếu nữ nhìn ông lão bầy mưu lập ghế, không khỏi bĩu môi, ông ngoại, lúc nào mới để cho con tới giúp? Một thân này võ nghệ này của con quả thật là không có đất dụng võ chút nào, ngoại không cảm thấy thiệt thòi sao. Ông lão lướt nhìn thiếu nữ một cái, nếu như tình báo của ta không sai, cái tổ chức không sợ minh gì gì, lại là do con xây dựng. Ông lão rứt tiếng, sắc mặt của thiếu nữ hơi đổi, không có. Ông ngoại, làm sao sẽ có thể là do con xây dựng? Hừ, tình báo của ta, chẳng lẽ sẽ có sai lầm sao? Sắc mặt ông lão có chút không vui. Tư hạ đáng chết hệ thống tình báo đều là hắn phụ trách lại có thể bán đứng ta thiếu nữ cắn răng nghiến lợi không có liên quan gì tới tư hạ con nhìn con xem xây cái không sợ minh chó má gì gì mời chào một đám lão ra không học vấn không nghề nghiệp làm cái gì mà trưởng lão trưởng lẽo sốt cuộc là con nghĩ như thế nào ông lão nhìn chằm chằm người thiếu nữ chân mày hơi hơi nhíu lại thấy vậy thiếu nữ kéo cánh tay của ông lão một cái hi hi ông ngoại con đây không phải là vì buồn chán sao? Lại nói, người mà con chiêu mộ, mặc dù không học vấn không nghề nghiệp, cả nhống, nhưng ít nhất đều có chút bản lĩnh thật sự. Hơn nữa, cái thế lực mà con xây dựng, còn không phải là vì ông ngoại sao? Vì ta, ông lão liếc thiếu nữ một cái, vậy con ngược lại là nói một chút, như thế nào lại vì ta? Ông ngoại, ngoại xem một chút đi, chờ sau khi thế lực của con lớn mạnh, vạn nhất ngày nào đó ông ngoại gặp phải phiền toái hoặc là khó khăn, không phải là con có thể giúp rồi sao? Hơn nữa, không phải là ông ngoại từng dạy con sao? Một người mạnh mẽ, không phải là chỉ cần bản thân mạnh, mà phải biết hội tụ những kẻ mạnh khác đến bên cạnh mình, vận thành một sợi dây thừng, đây mới thật sự là mạnh mẽ. Con làm tất cả những cái này đều là dựa theo ông ngoại dạy con. Thiếu nữ cười nói. Ông lão hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu nữ, cái miệng này của con kia. Toàn bộ độc lập châu sợ là cũng không tìm được cái thứ hai, chết có thể nói thành sống, da mặt so với độc lập châu này cộng lại còn dày hơn. Ông ngoại, da mặt con dày cũng không phải là ngày một ngày hai rồi, không phải là giờ ngoại mới biết đấy chứ." Cô bé nói. Ông lão lắc đầu một cái, không tiếp tục phản ứng lại cô gái. Cảnh tượng luân chuyển, bên trong phòng chỉ huy nào đó, một ông lão ngồi ở ngay chính giữa, tư hạ ngồi ở trên vị trí phụ tá. "Vô Ưu, ta có chuyện giao phó cho con." Hồi lâu sau, Ông lão nhìn về phía cô gái nói. Chương 2223, hồi ức năm xưa. Nghe tiếng, Thiếu nữ liếc mắt nhìn Tư Hạ cách đó không xa một cái, "Ông ngoại, ngoại đừng tìm con nữa, ngoại đi tìm cái vị bên cạnh kia kìa. Chỗ tốt gì đều cho hắn, hắn mới là cháu ngoại ruột của ngoại." "Tỷ, lời này của tỷ nói không đúng." Tư Hạ nhìn về phía Diệp Oản Oản, đệ là phụ tá của ông ngoại, lại nói cũng không khác gì cháu ngoại ruột cả phi cái đồ không biết xấu hổ nhà cậu lần trước tôi xây dựng không sợ minh tình báo này là do cậu nói với ông ngoại thiếu nữ hung ác trừng tư hạ một cái tỷ đệ chúng ta tình cảm thì là tình cảm nhưng công việc là công việc công tư cần phải rõ ràng ông ngoại để cho đệ điều tra để có biện pháp gì tỷ muốn trách đừng trách đệ tỷ trách ông ngoại ấy tư hạ bình tĩnh mở miệng nói nghe vậy thần sắc thiếu nữ nhất thời biến đổi chỉ vào tư hạ tên nhãi danh hiện tại vây cánh ngươi cứng cáp rồi đúng không? Tốt, ngươi chờ đó cho ta, nếu không bóc ngươi một lớp ra, ta là em gái ngươi, ngươi là anh ta. Tư hạ, đệ sai rồi. Đều yên lặng lại một chút, ông lão đảo mắt một vòng nhìn thiếu nữ và tư hạ một cái. Thấy ông lão lên tiếng, hai người trong nháy mắt yên lặng, không dám tiếp tục nhiều lời. ta tu la to gan lớn mật, công khai đối kháng với võ đạo liên minh công hội, ta muốn để cho không sợ minh đi đánh trận đầu, Hiệu triệu càng nhiều thế lực hơn. Ông lão nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. A tu la, thiếu nữ hơi sững sờ, hình như là một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục thì phải. Ừm, um, không sai, theo tình báo của đệ mà nói, đích xác là như vậy. Tư hạ gật đầu một cái. Ông ngoại, tiểu tử tư hạ này thân thủ khá lắm, chỉ bằng, còn đem tình anh không sợ mình rút ra, để cho cậu ta dẫn đội. Ngược lại tư hạ chuyên về tình báo, rất ít lộ diện ở trước mặt người ngoài. Toàn bộ độc lập châu cũng không có mấy người biết cậu ta. Diệp Oản Oản nói, không được, tư hạ lắc đầu một cái, ngữ khí không được phép nghi ngờ. Không được, làm sao, hiện tại cũng học được cách phản kháng, tỷ đây để cho cậu làm ít chuyện cũng không được, cần cậu có ích lợi gì. Diệp Oản Oản chỉ vào mũi của tư hạ mắng. Tỷ, ngược lại đệ không phải là có ý đó, tư hạ có chút bất đắc dĩ nói, thật ra thì thủ lĩnh Atula là cửu thúc của đệ. Mặc dù chúng ta không gặp nhau mấy lần, cũng không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là thúc thúc của đệ. Phó đạo liên minh công hội và Atula chiến tranh, đệ sẽ không tham gia. Thúc thúc của cậu. Thiếu nữ mặt đầy mộng bức, con bà nó, quá bùng nổ rồi. Vô yêu, ông ngoại dạy con thế nào? Con tự nhìn lại mình một chút đi, bây giờ nào có một chút bộ dáng thiếu nữ nào? Há mồm một câu, con bà nó, ngậm miệng một câu, con bà nó, còn ra thể thống gì. Ông lão nhìn về phía thiếu nữ, thần sắc không vui. Vậy thì đã làm sao, ông ngoại từ nhỏ cũng đâu có nuôi con như là một thiếu nữ đâu. Thiếu nữ phản bác, "Con, ông lão tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng nén trở về. Được rồi ông ngoại, đừng nóng giận, con dẫn đội không được sao, không phải chỉ là một cái atula la sao, con đi giúp ông ngoại quét sạch bọn chúng." Khóe miệng thiếu nữ khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mỉm lạnh giá thấu xương. Không được, thế lực Atula, không thể xem thường, vì nghĩ cho an toàn của con, con không thể dẫn đội, tìm một người có thực lực hơi mạnh mạnh một chút dẫn đội là được rồi. Ông lão nói, ông ngoại, vậy làm sao có thể, trong không sợ minh, tất cả mọi người đều là huynh đệ con, già có trẻ có nam có nữ có, trí đần và thông tuệ. Con đều đối xử bình đẳng có được không, ngoại chỉ quan tâm đến an toàn của con, nhưng tính mạng của những huynh đệ kia của con cũng là mạng đấy cô bé nói cái gì mà huynh huynh đệ đệ mạng người bên cạnh ta không quan tâm sống chết của bọn họ cũng không có liên quan gì tới ông ngoại con ngược lại là con đấy thu liễm một chút cho ta mạng của con mới là tinh quý nhất hơn nữa một cô gái như con cả ngày cùng những người đó xưng huynh gọi đệ con xem còn ra thể thống gì sau này làm sao lập gia đình ông lão nổi giận chương 2224, con là cháu ruột của ngoại sao. Nhắc đến lập gia đình, thiếu nữ trong nháy mắt trở nên gấp gáp, ông ngoại, con đời này, tuyệt đối sẽ không lập gia đình. Con nói cái gì, ông lão lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Thấy ông lão nổi giận, thiếu nữ lập tức trùn miệng, nhìn lấy ông ngoại, cười giảng rỡ ông ngoại. Con không lập gia đình, con cưới còn không được sao, con cưới về một anh vừa đẹp trai lại hiếu thuận cho ngoại, bảo đảm làm lão nhân ra ngài hài lòng. Tỷ, nếu là tỷ cứ một mực đều như vậy, đệ thấy là tỷ khó mà tìm được. Tư hạ lắc đầu một cái. Tới đây, lặp lại lần nữa cho ta nghe một chút. Thiếu nữ đè bả vai của tư hạ một cái, cười lạnh. Tỷ, thật ra thì, đệ nói thật lòng mà. Với nhan sắc đẹp như tỷ đây, độc lập châu thật sự không có mấy người xứng với tỷ. Đệ nói có vấn đề gì không, đúng là rất khó tìm mà. Tư Hạ Mặt không đổi sắc nói: "Tiểu tử, coi như người thức thời, nếu không ngươi đã bị ta đánh chết tươi rồi." Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Thấy ông lão còn muốn mở miệng nói gì, thiếu nữ lại nói: "Ông ngoại, ngoại đừng vội có được hay không? Con đã có người mình thích, con cũng không phải không hiểu chuyện. Con đời này không phải là anh ấy, không lập gia đình." "Ồ, nghe thiếu nữ nói vậy, ông lão nhất thời hứng thú, dường như chuyện tình yêu của thiếu nữ lớn hơn chiến sự với Atula. Nói nghe một chút, là con cái nhà ai? Ông lão nhìn về phía thiếu nữ cười nói. Còn không đợi thiếu nữ mở miệng, tư hạ ở bên cạnh đã chen vào, ông ngoại, chính là kỳ hoàng. Cần cậu nói nhảm, chính tôi không có miệng, không biết tự nói sao. Thiếu nữ hung ác trợn mắt nhìn tư hạ một cái. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, tư hạ nói. Kỳ tu nhiễm à, ông lão như có điều suy nghĩ. Ông ngoại, Nhất định là kỳ tu nhiễm đấy, toàn bộ Độc Lập Châu trừ kỳ tu nhiễm, còn còn có thể vừa mắt ai." Thiếu nữ cười nói. "Vậy, kỳ tu nhiễm coi trọng con sao?" Thần sắc ông lão thoáng nghi hoặc một chút. "Thiếu nữ, tư hạ, ông ngoại, chuyện này con cần xác định một chút." Diệp Oản Oản nhìn ông lão. "Xác định cái gì?" Ông lão thần sắc nghi ngờ. "Con là cháu ruột của ngoại sao? Không phải là ngoại nhặt về từ trong thùng rác chứ?" thiếu nữ thần sắc không vui, cái gì gọi là kỳ tu nhiễm có thể vừa ý con sao? Làm sao lại coi thường con rồi? Con là tiểu thư nhiếp gia, cháu gái ngoại ruột của hội trưởng võ đạo liên minh công hội, lại còn là không sợ minh chủ. Thân phận này của con, còn có thể thua kém kỳ tu nhiễm hay sao? Ông ngoại, tỷ tỷ hẳn là cuồng bị gả đi rồi. Ngoại cũng đừng quan tâm, nói chuyện khác đi, tư hạ nói. Sau nửa năm, mâu thuẫn giữa võ đạo liên minh công hội và Atula hoàn toàn bùng nổ, không sợ Minh đứng mũi chịu sao, phát động thế công mãnh liệt đối với Atula. Không sợ Minh tham chiến, càng ngày càng có nhiều thế lực lớn nhỏ, cũng dối giết gia nhập, cũng muốn phân một chén canh từ trong đó. Ký ức sau đó, Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì. Cảnh tượng lần nữa biến ảo. Bên trong phòng chỉ huy, thiếu nữ nhìn về phía ông lão, nắm chặt hai quả đấm, ông ngoại, làm sao ngoại có thể như vậy không được tuyệt đối không được ông lão nhìn thiếu nữ một cái chuyện này con không cần nhúng tay ông ngoại chúng ta hiện tại không hạnh phúc sao tại sao ngoại còn phải phát động chiến tranh thiếu nữ nhìn ông lão hoàn toàn không cách nào lý giải được hừ làm như ta nói con không cần hỏi tới ông lão quát lên nhưng mà ông ngoại nhiếp ra có cha mẹ của con còn có ca ca của con Thiếu nữ lắc đầu một cái. Anh con bên kia, ông ngoại tự nhiên có sắp xếp. Nó là anh con, cũng là cháu ngoại ruột ta, con cho là ông ngoại sẽ làm thương hại nó sao? Ông lão mặt không chút thay đổi nói. Coi như ông ngoại sẽ không làm thương tổn ca ca, nhưng mà còn cha mẹ của con thì sao? Thiếu nữ lại hỏi. Chương 2225, quyền lợi đỉnh phong. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi với con rồi, bọn chúng không phải là cha mẹ của con bọn chúng căn bản không xứng. Ông lão nghiêm nghị quát lên, người bất trung bất nghĩa, còn quan tâm đến bọn chúng làm cái gì. Ông ngoại, con biết chuyện giữa ngoại và cha mẹ, quả thực là bọn họ không đúng, nhưng đã nhiều năm như vậy, con tin rằng bọn họ cũng muốn nói với ngoại một lời xin lỗi chân thành. Ông ngoại, chúng ta về nhà được không? Đi nhiếp ra, đoàn tụ, cùng cha mẹ và cả anh trai con, nếu như, ngay cả gia đình cũng tan nát, cho dù ông ngoại xưng bá toàn bộ độc lập châu, lại có ý nghĩa gì? Thần sắc thiếu nữ đầy nóng nảy. Nàng không hiểu được, vì sao ông ngoại lại có dã tâm như thế? Ông trở thành hội trưởng võ đạo liên minh công hội còn chưa đủ sao? Vậy mà, ông lại còn muốn xưng bá toàn bộ độc lập châu. Võ đạo liên minh công hội, thế lực áp đảo bên trên tứ đại thế gia, gần như chỉ ở bên dưới dòng thứ cổ tộc, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ sao? Ông ngoại, xưng bá độc lập châu, rốt cuộc có gì tốt quyền lợi đỉnh phong sẽ làm cho tâm trí người ta lạc lối thiếu nữ tận tình khuyên bảo Xưng bá trong mắt ông lão lóe lên một tia sáng khó hiểu vô yêu con cũng đã biết quyền lợi đỉnh phong là cái gì là tự do ông lão nhìn về phía người thiếu nữ ông ngoại hiện tại chúng ta không tự do sao chúng ta có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó tại sao nhất định phải đạt tới quyền lợi đỉnh phong thiếu nữ không cách nào hiểu được tự do, cũng không phải là con muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ông lão lắc đầu một cái, tự do chân chính là con muốn không làm cái gì, liền có thể không đi làm. Ông ngoại, ngoại nói quá thâm ảo rồi, con không cách nào hiểu được. Cô gái nói, nhưng dù cho như thế, tại sao phải có nhiều vật hy sinh như vậy? Tại sao lại là tứ đại thế gia? Hơn nữa, nếu như ông ngoại thật sự làm như vậy, trọng tài hội sẽ không bỏ qua. Trọng tài hội ông lão cười lạnh một tiếng, độc lập 12 châu, mỗi một châu đều ở dưới sự quản lý của trọng tài hội. Bọn họ đã vì độc lập 12 châu làm ra cống hiến gì? Tại sao quy củ và chế độ của mỗi một châu đều là bọn họ nói mới tính? Chuyện này, nhất thời thiếu nữ á khẩu không trả lời được. Vô ưu, con nhớ kỹ, những gì hiện tại ông ngoại phải làm, trừ xương bá ở độc lập châu ra, còn muốn hoàn toàn phong tỏa độc lập châu, để cho độc lập châu ngăn cách với đời, để cho trọng tài hội cũng không còn cách nào can thiệp chút gì đến độc lập châu của chúng ta. Ông lão nhìn thiếu nữ, chậm rãi nói. Đối với chuyện này, thiếu nữ cũng không hề phủ nhận gì. Nếu như ông ngoại thật sự bắt đầu hành động, vậy nhất định sẽ được như ý. Từ bên ngoài mua số lượng lớn vũ khí và thuốc nổ, đến lúc đó, coi như trọng tài hội muốn nhúng tay, cũng bó tay hết khách. Cái tên khốn kiếp kỳ tu nhiễm đó cũng dám bỏ rơi con, ta liền cho kỳ ra nổ tan tành, để cho tứ đại thế gia tan thành mây khói. Hàn quang trong mắt ông lão lóe lên. "Không được, ông ngoại, tuyệt đối không được." Thiếu nữ thần sắc đầy kiên quyết. "Hừ, như thế nào lại không được? Nếu như đồ khốn đó hiện tại qua đây dập đầu nhận sai với con, ta cũng có thể xem xét lưu lại cho nó một mạng." "Cháu ngoại của ta cũng có thể tùy tiện để cho người ngoài tùy ý khi dễ sao?" Ông lão quát lạnh. "Ông ngoại, ngoại mua vào lượng lớn thuốc nổ, muốn đem tứ đại thế gia hủy diệt." Thật ra là muốn uy hiếp. Cổ tộc người Đông Thế mạnh, lại có dòng chính và dòng thứ, ông ngoại là muốn dùng sự hủy diệt của tứ đại thế gia, chấn nhiếp dòng chính và dòng thứ, sau đó để cho bọn họ thần phục ngoại. Giọng cô gái có chút run rẩy. "Vô ưu, con nói không sai." Ông lão cũng không phủ nhận, gật đầu nói, "Dòng chính và dòng thứ, tại Độc Lập Châu thuộc về thế lực có chiến lực mạnh nhất. Chỉ cần bọn họ thần phục ông ngoại, trợ giúp ông ngoại chống cự lại trọng tài hội." cộng thêm lượng lớn vũ khí của ngoại, đủ để đem trọng tài hội trận ngoài cửa, đem toàn bộ độc lập châu phong tỏa. Sau này, tất cả quy tắc của độc lập châu sẽ do ông ngoại quy định. chương 2226, ngay cả con cũng cho nổ cùng luôn đi. Ông ngoại, ý ngoại nói, chỉ là như vậy thôi sao? Thiếu nữ nhìn ông lão, mở miệng hỏi. Giá tâm của ông ngoại, thật sự là quá lớn, tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì một cái độc lập châu. Nghe thiếu nữ nói vậy, ông lão chìm vào yên lặng, hồi lâu sau, lúc này ông lão mới lên tiếng nói, vội yêu, mục đích của ông ngoại, đương nhiên sẽ không phải chẳng qua chỉ là một cái độc lập châu. Ông ngoại, rốt cuộc ngoại muốn làm cái gì chứ? Thiếu nữ phát hiện, ông ngoại trước mắt mình, bỗng nhiên trở nên có chút xa lạ. Sưng bá độc lập 12 châu, đuổi trọng tài hội đi, cũng hủy diệt trọng tài hội. Ông lão nói, con hiểu rồi, Diệp Oản Oản gật đầu, ông ngoại ngoại muốn, để cho độc lập 12 châu tự thành một nước, ông ngoại, ngoại, ngoại muốn làm hoàng đế. Không tốt sao, ông lão nói, từ xưa đến nay, thiên tử vi tôn, ông ngoại già rồi, còn có thể làm việc bao nhiêu năm. Sau này, toàn bộ đều là của con. Ông ngoại, con không muốn, con cũng không có hứng thú, người một nhà chúng ta bình an hòa thuận ở chung một chỗ, chính là tâm nguyện lớn nhất của con. Cái gì mà xương bá, cái gì mà thiên tử, cái gì mà hoàng đế, con hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì thiếu nữ lắc đầu liên tục ông ngoại ngoại không nên sai tiếp sai chân mày ông lão nhân lại thật sâu con nói là ông ngoại sai lầm rồi đúng thiếu nữ kiên định nói vậy con nói một chút ông ngoại sai chỗ nào ông lão nhìn thiếu nữ người làm đại sự không câu nể tiểu tiết từ xưa đến nay kẻ dẫm đạp từng chồng xương trắng mà leo lên đỉnh trí cao không đếm xuể bọn họ sai lầm rồi sao Độc lập 12 châu, nếu để cho ông ngoại tới quản lý, sẽ chỉ có thể càng ngày càng tốt lên. Không cho thiếu nữ có cơ hội mở miệng, ông lão tiếp tục nói. Vào giờ phút này, thiếu nữ muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được bất kỳ lời nào để có thể phản bác. Với năng lực của ông ngoại mà nói, thiếu nữ tuyệt đối sẽ không hoài nghi, độc lập 12 châu ở dưới sự quản lý của ông ngoại sẽ có gì bất ổn. Thiếu nữ cũng tin tưởng, nếu như để cho ông ngoại tới quản lý, sẽ chỉ tốt hơn. Nhưng, cái giá quá lớn. Hơn nữa, trong những người cần hy sinh này, có người thân của nàng. Mấy năm nay, trọng tài hội một tay che trời, danh chính ngôn thuận xưng bá độc lập 12 châu. Ông ngoại muốn tự do, bọn họ không cho được, chỉ có chính ông ngoại đi tranh thủ. Cha mẹ của con, bất trung bất nghĩa, càng không xứng làm người. Từ nhỏ, bọn chúng có từng quan tâm đến con hay không? Là ông ngoại một tay đem con nuôi lớn, bây giờ con vì lo lắng cho cha mẹ mình, mà trở mặt cùng ông ngoại sao? Ông lão nhìn thiếu nữ, chân mày hằn lên những nếp nhăn thật buồn. Ông ngoại, con biết, thật ra thì ngoại không có gì sai. Thiếu nữ nhìn ông lão chằm chằm, từ góc độ và trên lập trường của ngoại mà xem, ngoại có lý do của mình. Cho dù muốn phá hủy tứ đại thế gia, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, từ trên lập trường của con mà nói, con cũng không hề sai. Mặc kệ bọn họ có từng quan tâm con hay không và có để ý đến tình cảm giữa con và bọn họ hay không, nhưng dù sao cũng là cha mẹ của con. Con chẳng qua là một người bình thường, không có được khát khao đại nghiệp và hùng tâm như ông ngoại. Hiện tại con liền trở về nhiếp ra, nếu như ông ngoại muốn nổ, vậy ngay cả con cũng cho nổ cùng luôn đi. Thiếu nữ dứt lời, xoay người liền định rời đi. Con đứng lại đó cho ta. Trong lúc nói chuyện, ông lão trong nháy mắt chắn trước người thiếu nữ, con có thể để cho ông ngoại bớt lo một chút hay không? con là cháu gái ruột của ta, coi như ông ngoại chết, cũng sẽ không làm thương tổn con, con hiểu được sao? Con hiểu, nhưng cha mẹ của con thì sao? Bọn họ cũng là con của ông ngoại, cô gái nói. Cầm miệng cho ta, mặt ông lão đầy vẻ tức giận, bọn chúng không xứng. chương 2227, không thể cho ngoại. Thiếu nữ không cách nào hiểu được nhìn về phía ông lão. Cho dù ông ngoại không quan tâm đến tính mạng cha, vậy còn mẹ thì sao đây đó chính là con gái ruột thịt của ngoại vô yêu ta vẫn chưa bao giờ nói cho con con có biết cha mẹ của con đã làm cái gì không chỉ chốc lát sau ông lão nhìn về phía thiếu nữ tận lực hồi phục dòng suy nghĩ của mình nghe tiếng thiếu nữ lắc đầu một cái cho tới nay thiếu nữ đều cho rằng là ông ngoại không đáp ứng hôn sự giữa cha và mẹ lúc này mới dẫn đến cửu hận nhiếp ra là do ta một tay chống đỡ chuyện này Hẳn là con biết chứ." Ông lão nói. "Con biết." Thiếu nữ đáp lại. "Năm đó, Nhiếp gia suy sụp, ta hao hết tâm huyết mới mang Nhiếp gia ra khỏi vũng bùn. Mà Lăng gia khi đó gây khó khăn đủ đường đối với Nhiếp gia. Ngay từ lúc đời trước, Nhiếp gia và Lăng gia đã có đại thù. Bà ngoại của con chính là thời điểm Nhiếp gia và Lăng gia giao chiến, bị người của Lăng gia sát hại." Ông lão chậm rãi nói. Theo tiếng nói của ông lão vang lên, thiếu nữ xứng xuất thấy rõ đối với chuyện này nàng vậy mà không biết rõ tình hình sau khi cha mẹ con kết hợp mẹ của con lại có thể đem vị trí gia chủ của nhiếp gia cho cha con hơn nữa hai người liên thủ đuổi ta ra khỏi nhiếp gia hạng người bất chung bất nghĩa như vậy có tư cách gì làm người làm cha mẹ con nói một chút cho ta nghe ông lão nhìn về phía cô gái hỏi giờ phút này thiếu nữ có chút yên lặng đối với những thứ chuyện cũ này nàng quả thực là không biết rõ tình hình. Nhưng, bất kể như thế nào, bây giờ cha cũng mang họ nhiếp. Coi như là cha mẹ kết hợp, cũng không có nghĩa là nhiếp ra liền rơi vào trong tay của lăng gia. Hơn nữa, cha cũng đã cắt đứt liên hệ cùng lăng gia. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói gì, ông lão mặt đầy nghiêm nghị, nói đem chiếc nhẫn của con đưa cho ta. Chiếc nhẫn, ông lão vừa dứt tiếng, chân mày thiếu nữ liền nhíu lại. Chiếc nhẫn trên tay mình này, đại diện cho quyền lãnh đạo tối cao của tử vong hoa hồng, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của ông ngoại. Ông ngoại, chiếc nhẫn không thể cho ngoại." Thiếu nữ lắc đầu một cái. Một khi chiếc nhẫn này rơi vào trong tay của ông ngoại, hậu quả khó mà lường được. "Vô ưu, nếu như con không muốn chết, đem chiếc nhẫn này giao cho ta." Trong lúc nói chuyện, ông lão nhanh chân đi về phía thiếu nữ. "Không được, chiếc nhẫn này là của cô giao cho con, cô đã nói rồi." Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người ngoài. Thiếu nữ cắn răng, thối lui về phía sau. Ta bảo con đưa đây." Ông lão cố nén giận, đưa tay chụp về phía người thiếu nữ. Thấy vậy, thân hình của thiếu nữ bằng một tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tránh thoát. "Ta nghe nói, con ở bên ngoài bái một người sư phụ, hai năm qua, thực lực của con có tiến bộ cũng khá nhanh chóng." Ông lão nhìn thiếu nữ, như có điều suy nghĩ. "Ông ngoại, ngoại đừng ép con." chiếc nhẫn này thật sự không thể cho ngoại được. Cô gái nói, nếu như để cho ông ngoại lấy được chiếc nhẫn này, không nói cái độc lập châu này, mà cả đối với độc lập 12 châu đều sẽ là một hồi tai nạn khủng khiếp. Nàng tuyệt đối không thể nào đem chiếc nhẫn giao cho ông ngoại. Vô yêu, con định quyết tâm đối nghịch cùng ông ngoại. Ông lão nhìn chằm chằm cô gái hỏi. Ông ngoại, con không phải là đối nghịch cùng ngoại, thiếu nữ lắc đầu. Được, vô yêu có bản lãnh lắm, ông lão nhìn thiếu nữ, bỗng nhiên hướng về thiếu nữ, ném một thanh dao găm qua, nếu như, con có thể thắng được ông ngoại, vậy thì toàn bộ ông ngoại liền nghe theo lời con. Lời này là thật, những gì ông lão nói, khiến cho ánh mắt thiếu nữ hơi hơi sáng lên. Thời gian dài, khi cùng ông ngoại giao lưu luận bàn, mặc dù chưa bao giờ vượt qua, nhưng... Coi như chỉ có 0,1% cơ hội, nhất định nàng cũng phải tranh thủ. Không thể để cho ông ngoại hãm sâu vào trong vũng bùn, Sai càng thêm sai. Chương 2228, nguyên nhân sưng bá. Đương nhiên, ông lão nói, nhưng là tương đối, nếu như con thua, liền phải giao chiếc nhẫn đại biểu cho quyền hạn tối cao của Tử vong hoa hồng cho ta. Thiếu nữ yên lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, đáp ứng. Ông ngoại, ngoại cẩn thận. Thiếu nữ cầm dao găm trong tay, cả người thật giống như hóa thành tàn ảnh, bằng một tốc độ cực nhanh, phóng về phía ông lão nhưng mà thiếu nữ mới vừa tới bên cạnh ông lão ông lão đã dùng vai đẩy ngang cơ hồ trong chốc lát đã huých vào người cô gái còn đang ở giữa không trung sau khi thiếu nữ ổn định lại thân hình không lùi mà tiến tới một lần nữa huy động dao găm tấn công về phía ông lão như vậy chỉ cần con có thể cùng ta chống lại ba chiêu liền coi như ta thua ông lão nhìn về phía thiếu nữ ở nơi đó đứng chắp tay được thiếu nữ đáp lại một tiếng chiêu thức càng thêm ác liệt chỉ bất quá hai chiêu trước đó đều bị ông ngoại tùy tiện phá giải trước mắt chống lại ông ngoại cơ hồ không có bất kỳ hy vọng có thể thắng được nào con còn dư lại cơ hội cho một chiêu cuối cùng ông lão lạnh giọng nói thiếu nữ cắn răng trong lòng đã nghĩ hết sức rõ ràng nàng không thể lại tiếp tục ra chiêu thứ ba nếu không phải thua không thể nghi ngờ trong khoảnh khắc thiếu nữ lấy chiếc nhẫn trên ngón tay ra định dùng dao găm hủy diệt chiếc nhẫn con dám Thấy vậy, ông lão nhất thời giận dữ, gần như dùng hết toàn lực tung một trường, bổ thẳng về phía thiếu nữ. Tốc độ của ông lão nhanh đến cực hạn, thật giống như một trận gió, mắt thường khó thấy được. Trong chớp mắt, thiếu nữ theo bản năng cầm chủy thủ lên phản kích. Nhưng mà, thời điểm khi một trường cực kỳ ác liệt kia của ông lão sắp đánh trúng thiếu nữ, ông lão lại bỗng nhiên thu chiêu, dừng thế công lại. Ở dưới thần sắc khó tin của thiếu nữ, dao găm trong tay, lại không thể thu phóng tự nhiên như ông lão trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của ông máu tươi thuận theo dao găm từng giọt một rơi trên mặt đất thiếu nữ toàn thân run rẩy lập tức buông lỏng con dao đúng lúc này ngoài cửa truyền tới một tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng quỷ dị thiếu nữ trong đầu trống rỗng lập tức tông cửa xông ra chẳng biết đi đâu cảnh tượng thuấn chuyển độc lập châu nơi hoang dã nào đó nhiếp vô ưu là ngươi giết ông ngoại. Cả người tư hạ giống như một khối hàn băng vạn năm, ông ngoại đối với ta ân trọng như núi, nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Ta còn không kịp hiếu thuận, ngươi lại giết ông ấy. Ông ngoại chết, thiếu nữ thần sắc kinh hoàng, chợt liều mạng lắc đầu, không thể nào. Mặc dù ta dùng dao găm tổn thương ông ngoại, nhưng với tố chất thân thể của ông ngoại, tuyệt đối sẽ không chí mạng. Huống chi, dao găm không hề đâm trúng nơi yếu hại, làm sao ông ngoại sẽ có thể chết được. Tư Hạ, cậu biết kế hoạch của ông ngoại, tại sao cậu lại không ngăn cản ông ngoại?" Thiếu nữ tiếp tục chất vấn. "Nhiếp Vô Ưu, chuyện này đã không quan trọng nữa." Tư Hạ nhìn chằm chằm thiếu nữ, một giây kế tiếp, quỳ ở bên cạnh thiếu nữ, "Nhiếp Vô Ưu, năm đó là ngươi và ông ngoại đã cứu ta, ta cũng thiếu ngươi một cái mạng." Trong lúc nói chuyện, Tư Hạ dập đầu ba lần trước Diệp Oản Oản, "Lần này, ta không làm khó dễ ngươi, mạng của ngươi, tạm thời ta còn trừ lại cho ngươi." ba cái khấu đầu này, đại biểu cho ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiếu nữ đứng xứng tại chỗ, không hề mở miệng. Nhiếp vô yêu, ngươi là phản đồ, ngươi phản bội ta và ông ngoại, ngươi ngay cả ông ngoại thương yêu ngươi nhất, ngươi đều nhẫn tâm ra tay. Ngươi không phải là người, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma từ trong vực sâu bỏ ra. Tư hạ lạnh lùng nói. Ngươi đánh giám, thiếu nữ tức giận hét lớn. Ha, khóe miệng tư hạ hơi hơi dương lên, ngươi cũng đã biết, tại sao ông ngoại phải xưng bá độc lập 12 châu, tại sao lại muốn tiêu diệt trọng tài hội. Không cho thiếu nữ cơ hội nói gì, tư hạ đã tiếp lời, trọng tài hội rất là kiêng kỵ đối với tử vong hoa hồng, mà trọng tài hội biết được, hắc quả phụ một đời trước là bà con xa của nhiếp gia. Cho nên, trọng tài hội gây áp lực đối với ông ngoại, vô luận ông ngoại dùng biện pháp gì, đều phải diệt trừ hắc quả phụ. Một đoạn thời gian trước, ông ngoại dùng kế, để cho hắc quả phụ lâm nguy, cuối cùng chết ở độc lập châu. Nguyên bản, chuyện này vốn nên lắng xuống, nhưng mà ngươi lại tiếp nhận chiếc nhẫn đáng chết này. chương 2229, ân đoạn nghĩa tuyệt. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Cô gái hỏi. Có ý gì? Tư Hà cười lạnh, người đón nhận chiếc nhẫn kia, liền đại biểu cho việc ngươi là thủ lĩnh một đời mới của tử vong hoa hồng, chuyện này cũng bị trọng tài hội biết được. Cho nên, trọng tài hội yêu cầu ông ngoại, tự tay giết ngươi, đoạt lại chiếc nhẫn, giao cho trọng tài hội, cái gì? Thần sắc thiếu nữ đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên, ông ngoại không có cách nào, thân là hội trưởng võ đạo liên minh công hội độc lập châu, chỉ có thể bị giới hạn bởi trọng tài hội, vô lực phản kháng. Nhưng lúc này thì sao, ông ngoại vì ngươi, cuối cùng đã quyết định, thống trị độc lập châu, đối kháng cùng trọng tài hội. Tư hạ lạnh lùng nói. Sao lại thế, tại sao ông ngoại lại không nói cho ta? Thiếu nữ kinh ngạc thốt lên. Nói cho người biết, Tư hạ lắc đầu một cái, ông ngoại không muốn để cho ngươi biết chuyện này có liên quan tới ngươi mà thôi, càng không muốn để cho ngươi tham dự vào. Vì vậy kế hoạch, có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ thất bại. Không nói cho ngươi, cũng là sợ vãn nhất sau khi thất bại, ngươi ấy náy tự trách, thậm chí là liên lụy ngươi. Nhưng, ông ngoại lo lắng quá nhiều rồi, loại người lạnh lùng vô tình như ngươi, làm sao sẽ có thể ấy náy tự trách. Rất nhanh, hết thảy hóa thành hư vô, trở thành một mảnh màu đen bất tận. Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy có người đang điên cuồng lay động thân thể của mình. Phong tỷ, tỷ làm sao vậy? Đệ, Phong tỷ, có phải là tỷ chết rồi hay không? Tỷ đừng làm đệ sợ, Phong tỷ, tỷ làm sao vậy? Diệp Oản Oản chậm rãi mở hai mắt ra, thấy được bắt đầu mặt đầy kinh hoàng. Đừng lay nữa có được không? Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu, chân mày nhăn lại. Phong tỷ, tỷ không có chết sao? thấy Diệp Oản Oản mở hai mắt ra, sắc mặt bắt đầu nhất thời vui mừng. Diệp Oản Oản cũng không nói gì, từ mặt đất đứng lên, ngồi ở trên ghế salon. Hết thảy tất cả, nàng đều nhớ ra rồi. Nhưng dạng ký ức này, nàng không muốn, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chính mình làm sao sẽ giết chết ông ngoại, con dao găm kia, là binh khí bình thường dùng để luyện tập cùng ông ngoại, cũng không sắc bén. Giờ phút này, mặc dù trong lòng Diệp Oản Oản thống khổ tự trách, nhưng cũng tỉnh táo vạn phần. Ở trên hải đảo, Tư Hạ nói chính mình muốn xưng bá độc lập châu, bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là cố ý muốn chọc giận mình mà thôi. Tư Hạ ở trên hòn đảo, chỉ có một câu nói là thật tâm, nói nàng là một ác ma. Thời điểm ban đầu biết được tin tức ông ngoại do chính mình giết chết, nỗi đau khổ của nàng không cách nào kiềm chế được, càng không đi nghĩ sâu, chẳng qua là một lòng muốn chết. Nhưng, đã nhiều năm như vậy, Diệp Oản Oản đã có thể bình tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ càng. Quả thực có quá nhiều vấn đề còn vướng mắc trong chuyện chiếc nhẫn này. Trong video này, ông ngoại mặc dù bị nàng dùng dao găm đâm xuyên qua lồng ngực, nhưng cũng không lập tức chết đi. Từ trong nội dung video mà xem, sau khi mình thoát đi, ông ngoại hết sức yếu ớt, đỡ khung cửa, dường như cũng đi ra ngoài. Mà dựa theo lời của Tư Hạ nói, ông ngoại đã chết ở ngoài cửa. Năm đó, nàng vẫn cho là ông ngoại là bị dao găm đâm trúng mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng giờ phút này nhìn lại, không đúng. Diệp Oản Oản bỗng nhiên đứng dậy. Một bên, bắt đầu sợ hết hồn, cái gì không đúng, không đúng chỗ nào? Chân mày Diệp Oản Oản nhăn lại, một chi tiết nào đó, nàng còn nhớ. Năm đó, sau khi chính mình dùng dao găm làm tổn thương ông ngoại, rõ ràng nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Cũng chính bởi vì vậy, ở trong tình huống đầu óc trống rỗng, nàng mới có thể thất thố chạy đi mà tiếng bước chân này năm đó nàng vốn còn tưởng rằng là người của võ đạo liên minh công hội có chuyện đến tìm ông ngoại nhưng nếu quả thật là người của võ đạo liên minh công hội vậy thì nhất định có thể phát hiện ra ông ngoại bị thương cho nên khả năng mất máu dẫn đến tử vong căn bản không thể xảy ra nhưng nếu như không phải là người của võ đạo liên minh công hội vậy sẽ là ai võ đạo liên minh công hội Người ngoài không có khả năng tiến vào, trừ phi là nội bộ, hoặc là tuyệt đỉnh cao thủ có thể thần không biết quỷ không hay ẩn núp đột nhập vào. Chương 2230, hung thủ là người khác. Minh chủ, còn không đợi Diệp Oản Oản nghĩ sâu, Tam trưởng lão đẩy cửa vào. Thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam trưởng lão. "Minh chủ, có một lão đầu chỉ mặt gọi tên muốn gặp cô." Tam trưởng lão nói. "Chỉ mặt gọi tên?" diệp oản oản sững sờ tên nào họ nào cơ nói là muốn gặp nhiếp vô ưu cháu gái của lão hội trưởng tam trưởng lão dường như đoán được suy nghĩ trong lòng diệp oản oản tôi biết rồi dẫn vào diệp oản oản vuốt cằm nói chỉ chốc lát sau một ông lão đi vào phòng làm việc hướng về diệp oản oản quan sát rất lâu các người đều đi ra ngoài trước đi diệp oản oản hướng về bắc đầu và tam trưởng lão nói nghe tiếng hai người gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng làm việc, cũng đóng cửa lại. Cô, thật sự là cháu gái của lão hội trưởng, nhiếp vô yêu. Ông lão nghi ngờ hỏi. Không thể giả được, Diệp Oản Oản đáp. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến mà, đúng là không giống với năm đó. Ông lão thở dài, tôi có thể ngồi xuống sao? Ngồi đi, Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, ông lão ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh, vô yêu, cô còn nhớ tôi không? Dám hỏi ngài là, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, ông lão này, chính mình thật đúng là không có ấn tượng gì. Năm đó, tôi phụ trách hệ thống an ninh nội bộ tại võ đạo liên minh công hội, tôi tên là Vương Lại. Ông lão nói. Vương Lại, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, thần sắc Diệp Oản Oản khẽ đổi, ông là Vương Thúc. Năm đó, tại võ đạo liên minh công hội, quả thực có một thành viên gọi là Vương Lại, Diệp Oản Oản trong lúc rảnh rỗi Thường xuyên thích tìm tới hỏi dò một số tin tức bát quái. Đúng, Vô Ưu, không nghĩ tới cô còn có thể nhớ đến tôi. Vương lại gật đầu một cái. Vương thúc, lần này ông tìm tôi là có chuyện gì không? Diệp Oản oản đi thẳng vào vấn đề. Nghe tiếng, Vương lại lâm vào yên lặng, hồi lâu sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, chuyện này vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng tôi nhiều năm, thật ra thì tôi một mực đều đang luôn tìm cô thật may trước đây không lâu, nhiếp gia tuyên bố, không sợ minh chủ chính là nhiếp vô ưu tôi mới biết được cô trở về rồi. Trước tôi có đi không sợ minh mấy lần, nhưng không sợ minh đều bị lấy sạch, canh ở gần nhiếp gia cũng không gặp được cô, cuối cùng mới hỏi thăm được có khả năng cô đang ở chỗ này. Vương Thúc, chúng ta đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Oản Oản nói, vô ưu là chuyện liên quan đến lão hội trưởng, Vương lại thở dài. Ông ngoại, Diệp Oản Oản nhìn về phía Vương lại, ông nói đi. Thật ra thì, năm đó hội trưởng kế nhiệm nói là cô giết chết lão hội trưởng. Thật ra thì không phải như vậy, Vương lại mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, không phải như vậy. Đúng, Vương lại vô cùng khẳng định gật đầu một cái, "Vô ưu, cô thật sự đã làm tổn thương lão hội trưởng, nhưng giết chết lão hội trưởng, hung thủ lại là người khác." Là ai? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Một điểm này, tôi cũng không dám khẳng định. Vương lại mặt đầy vẻ lo lắng, năm đó, tôi núp trong bóng tối, nhìn thấy cô chạy ra ngoài. Sau đó, lão hội trưởng máu me khắp người đi theo ra ngoài, trong nội tâm của tôi rất gấp, vốn định lập tức xông ra giúp lão hội trưởng kiểm tra thương thế. Nhưng, bỗng nhiên xuất hiện một người bí ẩn toàn thân bọc ở trong hắc bào. Là hắn, hắn giết chết lão hội trưởng. Vương lại vừa dứt tiếng, thân sắc diệp oản oản nhất thời biến đổi. Chẳng lẽ là người áo đen dòng chính kia. Sau đó, hội trưởng mới nhậm chức, tôi đoán, có khi nào bởi vì hội trưởng mới muốn thượng vị, cho nên mới giết chết lão hội trưởng hay không. Trong nội tâm của tôi sợ hãi, liền thối lui ra khỏi võ đạo liên minh công hội. Sao thở dài sao, cũng trách tôi quá hèn yếu, nếu như năm đó tôi có thể có dũng khí kịp thời đứng ra đánh nhau cùng người áo đen kia, có lẽ, lão hội trưởng cũng sẽ không chết. Đều tại tôi cả. Chương 2231, chiến trường phương Bắc. Nghe tiếng, Diệp Oản oản liếc Vương lại một cái, nếu như năm đó ông ta dũng cảm một chút, phòng trừng hiện tại cũng không còn gặp được. "Vô Ưu tiểu thư, cô nhất định phải cẩn thận một chút, hội trưởng tân nhiệm nói cô là hung thủ giết chết lão hội trưởng, nhưng tôi luôn cảm thấy, hung thủ thật sự có thể sẽ là hắn ta." Đương nhiên, chẳng qua chỉ là có thể, đây cũng là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi. Vương lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Chờ sau khi Vương lại rời đi, Diệp Oản Oản không khỏi lâm vào trầm tư. Năm đó, chính mình chẳng qua chỉ cho là mình làm tổn thương ông ngoại, chưa bao giờ nghĩ tới ông ngoại sẽ chết. Mà vết thương kia đối với ông ngoại mà nói, ngay cả trọng thương cũng không bằng. Ban đầu, sau khi mình làm tổn thương ông ngoại xong, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết đối mặt ông ngoại như thế nào cho nên mới từ trong võ đạo liên minh công hội chạy ra ngoài. Không nghĩ tới, sau đó sẽ từ trong miệng của tư hạ, biết được tin tức ông ngoại là bị chính mình giết chết. Mới vừa rồi, vương lại hoài nghi tư hạ mới là hung thủ sát hại ông ngoại, chỉ bất quá, Diệp Oản Oản lại cũng không cho là như vậy. Đầu tiên, đối với tư hạ, Diệp Oản Oản coi như hiểu rõ. Cảm tình của tư hạ đối với ông ngoại rất sâu, có thể nói là từ nhỏ được ông ngoại nuôi lớn. Lui 10.000 bước mà nói, cho dù tư hạ thật sự có lòng sát hại ông ngoại nhưng với thực lực của cậu ta căn bản là không quá thực tế coi như khi đó ông ngoại bị nàng gây thương tích tư hạ cũng không có khả năng là đối thủ của ông ngoại nhưng nếu như dựa theo trước đó vương lại nói là người áo đen kia lúc trước tại không sợ minh diệp oản oản từng giao thủ cùng gã đàn ông áo đen kia thực lực của hắn ta sâu không lường được nếu như người áo đen trong miệng vương lại là cùng một người với người áo đen của dòng chính như thế với thực lực của hắn ta mà nói muốn giết chết ông ngoại không phải là không có khả năng đương nhiên diệp oản oản cũng vẻn vẹn chẳng qua là suy đoán cũng không thể xác định được có thể xác định chính là việc ông ngoại chết có quan hệ với người áo đen nhưng người áo đen này và người áo đen muốn cướp đi chiếc nhẫn có phải là một người hay không trước mắt còn không cách nào khẳng định tiểu phong còn không đợi diệp oản oản nghĩ sâu thu thủy đã đi vào rồi ban đầu sau khi tử vong hoa hồng thành lập không bao lâu diệp oản oản liền đem thu thủy phái đi trụ sở chính tử vong hoa hồng chấn giữ diệp oản oản nhìn về phía thu thủy đem tâm trạng thu liễm lại mở miệng nói dòng chính và dòng thứ bên kia có tin tức gì không nghe tiếng thu thủy gật đầu một cái nói hai phe đã đánh nhau không thể dứt ra chiến trường thiết lập tại phương bắc rất nhiều thế lực lớn nhỏ độc lập châu đều đã đi tham dự vào cuộc chiến tranh này cầu tạp trùng thì sao diệp oản oản hỏi trước mắt còn chưa phát hiện ra thu thủy lắc đầu một cái thế cục bây giờ có chút hỗn loạn tiểu phong lúc nào chúng ta lên đường thu thủy dùng danh nghĩa của tử vong hoa hồng tuyên bố ủng hộ dòng thứ diệp oản oản mở miệng nói được thu thủy gật đầu xoay người rời đi ngày đó tử vong hoa hồng hướng ra phía ngoài tuyên bố ủng hộ dòng thứ vô điều kiện ngăn chặn dòng chính cùng lúc đó Tất cả thành viên tử vong hoa hồng thẳng tiến về phương Bắc, vào xế chiều cùng ngày đã đến được chiến trường giữa dòng chính và dòng thứ. Diệp Oản Oản hội họp cùng đám người tư dạ Hàn. Chiến tranh giữa dòng chính và dòng thứ, so với Diệp Oản Oản dự đoán còn phải càng thêm kịch liệt, nằm ở phương Bắc độc lập châu. Sau khi đi tới chiến trường phương Bắc, Diệp Oản Oản trước tiên liền gặp mặt tư dạ Hàn và các đồng minh của mình. Tại phương Bắc, thế lực tội ngục cũng không dính vào các thế lực khác thậm chí ngay cả phòng họp chiến lược cũng không cùng một chỗ. Giờ phút này, bên trong phòng họp, Tư Dạ Hàn ngồi ở vị trí chủ trì, nghe Giang Ly Hận không ngừng lại nhảy phân tích thế cục các kiểu, vẫn không hề tỏ bất kỳ thái độ gì. Chương 2232, không ấm áp bằng trong ngực anh. Diệp Oản Oản thì đang ngồi ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, suýt nữa ngủ gật. Tôi nói các người này, có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Giang Ly hận rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhất là cái vị gọi là nhiếp vô ưu đó. Tôi trước mắt đang phân tích thế cục, cô có thể liếc nhìn tôi dù chỉ một cái hay không, có chút biểu thị được không? Nếu cô buồn ngủ thì về nhà ngủ đi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản chớp chớp mí mắt, ngáp một cái, mặt đầy mơ màng nhìn Giang Ly hận, anh phân tích rất đúng. Khóe miệng Giang Ly hận hơi hơi co rúm lại, tôi còn miệng nó còn chưa phân tích, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là nói khái quát về thế cục mà thôi. Ô, diệp oản oản gật đầu một cái phân tích khái quát rất tốt cô giang ly hận cắn giang nghiến lợi nhìn về phía tư giả hàn a à cửu cậu có thể quản người phụ nữ của mình một chút hay không hiện tại giàu gì cũng là một trong những thế lực của tội ngục là tứ đại hạch tâm đấy có thể đừng qua loa lấy lệ như thế hay không tư giả hàn nhìn diệp oản oản ở bên cạnh một cái có cần anh lấy cho em một cái chăn hay không không cần đâu chăn có ấm áp cũng không ấm áp được bằng trong ngực anh Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói. Tư giả Hàn, ừ. Giờ phút này Giang Ly hận mặt đầy mộng bức nhìn lấy hai người Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn. Hai cái người này là tới làm gì vậy hả? Đây là tới đánh giặc, hay là tới nói chuyện yêu đương? Không khí có phải là có chút không thích hợp hay không? Giang Ly hận không thể tin nhìn chầm chầm Tư Dạ Hàn. Người đàn ông này không bao giờ còn là hình tượng A cửu cấm dục ở trong lòng của hắn nữa rồi cậu tiếp tục đi, rất nhanh, tư giả hàn hướng về Giang Ly hận nói. Bất đắc dĩ, Giang Ly hận thở dài, chỉ có thể tiếp tục nói, trước mắt, dòng chính và dòng thứ còn chưa mở hết hỏa lực, đám người dòng chính giống như cậu tạp trùng, đều chưa ra sân. Sức mạnh chủ lực của dòng thứ cũng chưa lấy ra, hơn nữa, võ đạo liên minh công hội, đến nay chưa tuyên bố ủng hộ bất kỳ bên nào. Sức mạnh của võ đạo liên minh không thể xem thường, chỉ sợ phía sau sẽ có ý đồ xấu gì đó tư giả hàn gật đầu một cái ánh mắt vẫn ở trên người giang ly hận chưa từng rời đi không còn sao chờ đợi chốc lát thấy giang ly hận cũng không tiếp tục mở miệng tư giả hàn hỏi đúng vậy không còn giang ly hận đáp những thứ cậu nói này chúng tôi đều biết tư giả hàn sau một lát yên lặng mới nói đường biên giới tại phương bắc giữa dòng chính và độc lập châu nếu như đại quân dòng chính bước vào bên trong đường biên giới tương đương đã xâm phạm độc lập châu chuyện trọng yếu nhất trước mắt là bảo vệ đường biên giới. Tư giả hàn mới vừa nói xong, Diệp Oản Oản lập tức vỗ tay, bảo bảo nói quá tuyệt vời, một câu nói rõ ràng dễ hiểu hơn nhiều so với con ma lem đó lại nhảy không ngừng. Ừm, tư giả hàn nhẹ nhàng gật đầu. Người nói ai ma lem đấy? Giang Ly hận căm thức nhìn Diệp Oản Oản, người cái đổ ung thư mắt thời kỳ cuối. Diệp Oản Oản, điểm chú ý của cái tên này, chẳng lẽ vĩnh viễn chỉ có giá trị nhan sắc của chính mình sao? ý nàng muốn biểu đạt rõ ràng là năng lực phân tích của hắn có vấn đề có được hay không a à cửu ý của cậu là trước mắt tội ngục chúng ta vẫn là nên trước tiên đi đến khu vực biên giới tạ thiên xuyên như có điều suy nghĩ nghe tiếng tư giả hàn đáp ừm được rồi ý tứ a à cửu tôi hiểu rồi khu vực biên giới quả thực không thể để cho dòng chính công phá đều nên chuẩn bị một chút đi tạ thiên xuyên nói xong đứng dậy rời đi hừ Giang Ly hận hừ lạnh một tiếng, Trừng Diệp oản oản một cái, núi đuôi phía sau Tạ Thiên Xuyên rời đi. Bảo bảo, em cũng đi chuẩn bị một chút, Diệp oản oản nói xong, làm bộ liền định rời đi. Em không cần đi, bỗng nhiên, Tư Dạ Hàn nói. Hả, Diệp oản oản sững sờ, tại sao nàng lại không cần đi? Bảo bảo, có phải là anh quá lo lắng cho em rồi hay không? Em chính là không sợ minh chủ đấy. Diệp Oản Oản bĩu môi, chương 2233, dùng ra mặt giày kiếm cơm. Tư giả hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cho nên, không sợ mình ủng hộ phương nào. Đương nhiên là, lời đến đây, nhất thời Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Nàng nhổ vào, không sợ mình ủng hộ, hình như con miệng nó là dòng chính đó nha. Mình là không sợ minh chủ, khẳng định là không thể lãnh đạo tử vong hoa hồng đi đối phó dòng chính được. Dùng bộ đàm chỉ huy, tư dạ hàn nói, Diệp Oản Oản. Như vậy, một trận chiến quan hệ đến tương lai của độc lập châu, nàng vậy mà lại không thể lộ diện, chỉ có thể dùng bộ đàm chỉ huy. Hai ngày sau, chỗ biên giới bùng nổ chiến dịch cỡ lớn, tam đại thế lực hạch tâm tội ngục đồng thời xuất hiện, tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt đối với bộ phận thế lực ủng hộ dòng chính. Mà tại sau đó, càng ngày càng nhiều thế lực lớn nhỏ tham dự vào, trong đó bao gồm cả cầu tạp chủng. Dịch Thủy Hàn Từ khi dịch Thủy Hàn xuất hiện, kế cục lại lần nữa thay đổi, thành viên cổ tộc dòng thứ chết thảm trọng, bị dòng chính đánh cho liên tục bại lui. Bất quá, điểm duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Dịch thủy Hàn cũng không động thủ đối với bất kỳ thế lực nào trừ cổ tộc dòng thứ. Giống như trước đây Dịch thủy Hàn từng nói, kẻ anh ta nhầm vào, vẻn vẹn chẳng qua là cổ tộc dòng thứ mà thôi. Ngày đó vào buổi trưa, khiến cho dòng chính và tội ngục cũng không ngờ tới chính là, Diệp Oản Oản đại biểu cho Không Sợ Minh, lại có thể đi tới khu vực giao chiến xoay người chạy tới trận doanh dòng chính. Mà tại trận doanh dòng chính, Diệp Oản Oản rốt cuộc gặp được tộc trưởng dòng chính, một lão già hơn 50 tuổi, Khương Anh. Giờ phút này, ở bên trong trận doanh dòng chính, Khương Anh mặt không cảm xúc nhìn Diệp Oản Oản, bạch minh chủ, lần này tới, là có ý gì? Trên mặt Diệp Oản Oản tươi cười, lấy hiệp nghị hợp tác chiến lược ra, tộc trưởng, xem ngài nói kia. Không sợ mình chúng ta và dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược rồi đấy, tôi đây là tới thực hiện nghĩa vụ. Nghe tiếng, mấy lão già dòng chính đồng loạt đầy căm thức nhìn Diệp Oản Oản. Nữ nhân này, suýt nữa làm cho một vị cao tầng của dòng chính bọn họ, tiết lão, tức chết, hiện tại lại liếm mặt tới, nói muốn ủng hộ dòng chính, lại còn thực hiện nghĩa vụ. Không phải là cô muốn tố cáo dòng chính lên trọng tài hội sao? Khương Anh nói, chuyện nào ra chuyện đó, các người không thực hiện nghĩa vụ, tôi đây phải thực hiện chứ, đúng không? Diệp Oản Oản cười nói. Cô thực hiện nghĩa vụ gì chứ? Chỉ có mỗi mình bản thân cô thì có ích lợi gì? Một vị cao tầng trong đó nói. Chuyện này không có cách nào, hiện tại không sợ minh chỉ còn lại một mình tôi, tôi cũng muốn mang theo đông đảo nhân lực tới, nhưng bọn họ đã thần phục cái tổ chức sơn trại tử vong hoa hồng đó rồi. Còn không phải là do dòng chính các người hại sao, hiện tại lại còn có thể lôi chuyện này ra nói, làm sao ông lại không biết xấu hổ đến như vậy. Diệp Oản Oản lườm lão già vừa nói một cái. Cô, lão già bị Diệp Oản Oản mắng sắc mặt phồng đỏ, hận không thể đem Diệp Oản Oản chém thành muôn mảnh. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Lần này nàng tới đây, chẳng qua chỉ là vì không yên tâm tư giả hàn bọn họ. Nếu không thể lấy danh nghĩa của tử vong hoa hồng xuất hiện, vậy thì nàng liền dùng thân phận của không sợ minh chủ mà xuất hiện vậy. Nàng và dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược, Dòng chính cũng không dám động thủ đối với nàng. Được rồi, nếu Bạch Minh chủ đã có lòng, vậy thì mời thoải mái. Bất quá, tôi còn muốn nhắc nhở Bạch Minh chủ một câu, ở trên chiến trường dòng chính và dòng thứ này, Bạch Minh chủ ngàn vạn lần không nên có ý đồ xấu gì, nếu không, nhân nào quả nấy. Khương Anh nói xong, xoay người rời đi. Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Oản oản theo đội quân của dòng chính, xuất hiện ở trên chiến trường. Đám chó chết dòng chính này là muốn lấy mình làm con chốt thì sao? Diệp Oản Oản cười lạnh không dứt. Chỉ bất quá, nàng chính là đến xem trò vui, lấy chính mình làm con cờ thí, ý nghĩ của dòng chính thật là đẹp nhỉ. chương 2234, đúng là thuần ngu xuẩn mà. Giờ phút này, khu vực giáp danh có vô số thế lực lớn của độc lập châu tụ hội. Tứ đại thế gia, tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục, tử vong hoa hồng, và cả cổ tộc dòng thứ, vân vân sau khi mọi người thấy Diệp Oản Oản đứng chung ở chỗ đám người cổ tộc dòng chính, không khỏi hơi sững sờ. Vô yêu, con làm cái gì đấy? Nhiếp gia chủ hướng về Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Cha, chúng ta trận doanh bất đồng, ai vì chủ nấy? Diệp Oản Oản la lớn. Nhiếp gia chủ, con bà nó, cô ta cũng được quá đấy chứ, vì ra chiến trường xem náo nhiệt, thể diện cũng không cần, lại có thể đại biểu không sợ minh trà trộn vào trong đội quân của dòng chính. Tôi phục, cách đó không xa, Giang Ly hận dơ ngón tay cái lên. Tư giả dạ hàn nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Diệp Oản Oản trà trộn vào dòng chính, thì cũng chẳng có gì. Một phe dòng thứ này, anh đã thăm hỏi, sẽ không có một ai dám đến động vào Diệp Oản Oản. Nếu nàng thích đến xem náo nhiệt, thì cứ để nàng xem đi. Cũng không cần mấy câu nói nhảm, dòng chính và dòng thứ trong nháy mắt triển khai chiến đấu diệp oản oản ở trên chiến trường lại là người nhàn nhã nhất người của dòng chính không quan tâm mình người của dòng thứ cũng hoàn toàn không để ý nàng thời điểm diệp oản oản chuẩn bị cắn hạt dưa lại thấy bác đầu và người của dòng chính đánh nhau còn không được bao lâu bác đầu đã bị đánh ngã xuống đất lúc này diệp oản oản nhanh chóng tiến lên lướt một cái liền ngăn trước người của thành viên dòng chính nọ bạch minh chủ cô làm vậy là có ý gì cường giả dòng chính nhìn thấy diệp oản oản lạnh lùng chất vấn. Được lắm chứ, tên phản đồ nhà ngươi, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi rồi. Diệp Oản Oản cũng không phản ứng lại cường giả dòng chính, mà lại quay sang nói với bác đầu. Nghe tiếng, con người bác đầu khẽ chuyển một cái, minh chủ, đệ làm phản, đệ muốn gia nhập dòng chính. Bác đầu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy mộng bức, trong lòng đem tổ tông 18 đời bác đầu toàn bộ mắng hết một vòng. Đúng là thuần ngu xuẩn mà, vào lúc này, cậu ta hẳn là nên thà chết chứ không chịu khuất phục, sau đó chính mình giận tím mặt, yêu cầu cường giả dòng chính nhường bắt đầu lại cho mình giải quyết. Nhưng mà, bắt đầu một câu liền nói, để múa làm phản, Diệp Oản Oản bỗng nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào rồi. "A, à, Bạch Minh chủ, loại cỏ đầu tường này, để tôi thay cô giải quyết." Cường giả dòng chính cười lạnh một tiếng, dường như muốn lập tức tiến lên. "Lập tức?" Diệp Oản Oản thừa dịp cường giả dòng chính chưa chuẩn bị, tung một cước đạp cho hắn lăn cù cù trên mặt đất thấy vậy bác đầu tay mắt lanh lẹ bỗng nhiên nhảy lên một cái ngồi ở trên người cường giả dòng chính tặng cho hắn một trận liên hoàn đập bạch phong cô cô đây là đang vi phạm hiệp nghị hợp tác chiến lược của trọng tài hội cường giả dòng chính nói nói nhảm gì đó lấp kín miệng hắn cho tôi diệp oản oản vội vàng nói vâng bác đầu bịt kín miệng của cường giả dòng chính chợt tiếp tục nện mấy quyền xuống, đánh cho hắn bất tỉnh tại chỗ. Cái thằng ngu này, Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái. Bắt đầu sướng sờ, mặt đầy nghi ngờ, thằng ngu nào cơ. Đừng nói nhảm, cũng còn may ở đây ít người, vì cứu cậu, con mẹ nó tôi đây phải dấn thân vào nguy hiểm đến giường nào. Diệp Oản Oản không khỏi nổi trận lôi đình. Bắt đầu cười hô hố, không dám tiếp tục nhiều lời. Vạn nhất chuyện này bị người của dòng chính phát hiện, Hậu quả khó mà lường được, đây là gian tế một cách trần trụi đó nha. Diệp oản oản chỉ là muốn đi xem náo nhiệt, nhưng mà từ xem náo nhiệt lại chuyển thành gian tế. Thật là kích thích. Yên tâm đi Phong Tỷ, tên này là tù binh của đệ, chắc chắn đệ sẽ không để cho hắn nói ra, Phong Tỷ, tỷ cứ đi làm việc trước. Bắt đầu nói xong, phốc một cái sốc cường giả dòng chính lên, kéo đi, xoay người mất tung ảnh. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đối mặt với những hảo thủ dòng thứ hết người này ngã xuống người kia lại tiến lên, rõ ràng là dịch thủy hàn sắp không chống đỡ được nữa. Tuy nói, dịch thủy hàn chỉ nhằm vào cổ tộc dòng thứ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, các thế lực khác sẽ không động thủ đối với dịch thủy hàn. chương 2235, Yên lặng nhìn tôi biểu diễn. Không bao lâu, một phương dòng chính, gã đàn ông mặc hắc bào đen rốt cuộc cũng ra sân. Thấy gã ta xuất hiện, Dòng chính trong nháy mắt gia tăng thế công, thừa thế muốn đột phá đường biên giới. Chỉ bất quá, cương giả cổ tộc dòng thứ gần như dốc cạn vốn liếng, chiến trường phương Bắc thật giống như hóa thành chốn tu la địa ngục, tử thương vô số. Trong chiến trường, Diệp Oản oản nhìn chằm chằm gã đàn ông áo đen cách đó không xa, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Người đàn ông này, không chỉ hại chết anh nàng, thậm chí rất có thể là hung thủ sát hại ông ngoại. Ta thật sự muốn nhìn một chút Đến tột cùng ngươi là ai?" Diệp Oản Oản quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt nhanh chóng lao về phía gã đàn ông mặc đồ đen nọ. "Bạch Phong, ngươi muốn làm cái gì?" Thấy vậy, một vị cường giả dòng chính trong nháy mắt kéo Diệp Oản Oản lại, miệng quát, "Ngươi đây là dự định vi phạm hiệp nghị hợp tác chiến lược." Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, "Đây là ân oán cá nhân của ta và hắn. Hơn nữa, trước hắn cũng đã nói, hắn cũng không phải là người của dòng chính các người trên hiệp nghị hợp tác chiến lược viết rất rõ ràng đối với thế lực không phải là dòng chính các người không có quyền can thiệp không cho dòng chính có cơ hội mở miệng diệp oản oản lại nói lại nói ta đang động thủ sao ngươi không nhìn thấy hắn bị mười mấy tên tinh anh cổ tộc dòng thứ đánh hội đồng sao ta đây là đang đi hỗ trợ hỗ trợ cường giả dòng chính hơi sững sờ nhìn điệu bộ này của nàng nơi nào có bộ dáng giống như là đang đi hỗ trợ vậy hả còn không đợi cường giả dòng chính nói thêm gì nữa, mấy vị tinh anh kỳ ra đã tiến công, đánh nhau cùng hắn ta. thấy vậy, Diệp Oản Oản lách người thoát ra, lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận gã đàn ông mặc đồ đen kia. Nơi gã ta đi qua, cơ hồ, không có một ngọn cỏ, ra tay vạn phần ác độc, xuất hiện không bao lâu, cường giả các thế lực lớn chết trong tay hắn, sớm đã đếm không hết. Có gã mặc hắc bào xuất hiện chia sẻ bớt áp lực, chỗ của dịch thủy hàn được buông lỏng không ít, ngay lập tức trực tiếp đánh sâu vào trung tâm của cổ tộc dòng thứ nhìn tình thế trước mắt diệp oản oản càng phát giác ra có chút không đúng nguyên bản thế lực dòng chính và dòng thứ tranh lệch một chút nhưng có người áo đen gia nhập thực lực hai bên gần như tranh lệch không bao nhiêu dựa theo logic mà nói chiến lực song phương giống nhau không nên tiêu hao số người như vậy mới đúng chỉ bất quá dưới sự dẫn dắt của người áo đen dòng chính bên này đã như mũi tên lắp vào cung mà không bắn không được chỉ có thể cứ như vậy mà tiêu hao từ từ thậm chí diệp oản oản còn có thể nhìn ra dòng chính cũng được dòng thứ cũng được cũng đã là khổ không thể tả nếu cậu đánh tiếp như vậy dù coi như chúng ta thắng thì có thể còn lại bao nhiêu người khương anh dùng bộ đàm nói với người áo đen đối với cách đánh của người áo đen khương anh cảm thấy cực kỳ bất mãn khương tộc trưởng người áo đen cười lạnh một tiếng chính bởi vì dùng người chứa nghi nghi người chứa dùng ông đã dùng tôi, hẳn là nên tin tưởng tôi, không phải sao? Tôi cũng không hề hoài nghi cậu, chỉ bất quá, loại chiến thuật này của cậu, cho dù chúng ta thắng được dòng thứ, lại có ý nghĩa gì? Khương Anh Cao mày nói, cách đánh của người áo đen, thật sự là quá mức dồn dập Thứ dòng chính muốn, chẳng qua chỉ là thắng được dòng thứ, xương bá độc lập châu mà thôi. Nhưng đấu pháp chiến thuật của người áo đen, rõ ràng là muốn ép dòng thứ lấy mạng đổi mạng. Ha ha! Người áo đen cười khẽ một tiếng, "Khương tộc trưởng, đừng quá nóng lòng. Hiện tại, quyền chỉ huy tác chiến của dòng chính trong tay tôi." Ông cứ Yên lặng nhìn tôi biểu diễn, tuyệt đối sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. "Hy vọng như thế," Khương Anh nói. Bây giờ, vô luận là thế lực ủng hộ dòng chính hay là thế lực lớn nhỏ ủng hộ dòng thứ, đều cảm thấy vô cùng bất mãn tức giận người áo đen. Chương 2236, vừa quen thuộc lại xa lạ loại đấu pháp này của hắn, không cho người khác đường sống, ngay cả đường sống của dòng chính cũng không cho. Hắn là đang muốn làm cho các thế lực cả độc lập châu, bao gồm dòng chính và dòng thứ. Toàn bộ lấy mạng đổi mạng hay sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía gã đàn ông đồ đen cách đó không xa. Người đàn ông này, quả thật là rất nguy hiểm, hơn nữa còn là một phần tử cực đoan hiếu chiến. Dường như hắn căn bản không quan tâm đến sự sống chết của dòng chính do chính mình lãnh đạo không biết qua bao lâu, chiến dịch này ngày càng kịch liệt. Các thế lực lớn của độc lập châu đều tổn thất nặng nề, dòng chính cũng được, dòng thứ cũng được, không có bất kỳ một phương nào chiếm được mảy may tiện nghi, trừ tổn thất to lớn ra, không hề có thu hoạch nào khác. Tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó, sợ là độc lập châu sẽ trở thành một cái vỏ rỗng. Tất cả thế lực lớn nhỏ bắt đầu dao động, đều coi người áo đen kia như kẻ thù. Thậm chí, ngay cả phía dòng chính, cũng đã không muốn tiếp tục nghe theo cái thứ mà người áo đen kia gọi là chiến thuật. Thậm chí, người áo đen bị dòng thứ bao vây đánh hội đồng, lại không một ai nguyện ý ra tay giúp đỡ. Vào giờ phút này, người đàn ông áo đen đã bị mười mấy vị cường giả cổ tộc dòng thứ bao bọc vây quanh. Chỉ bất quá, thực lực đám người cổ tộc dòng thứ kia mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với người áo đen, lại vẫn như cũng khó mà chống cự được. Thấy vậy, Diệp Oản Oản không khỏi lắc đầu, Dòng thứ như vậy mà cũng gọi là cường giả được hả? Mười mấy người đánh một người, vậy mà lại có thể vẫn không đánh thắng. Phi, mười mấy người đánh một người, thật là vô sỉ đến tột cùng. Diệp Oản Oản hướng về phía mười mấy vị cường giả của tộc dòng thứ kia mắng. Tôi là người bên dòng chính, tôi đến giúp anh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản nhảy lên, đi tới bên cạnh người áo đen, cùng đánh với cường giả dòng thứ. Thấy vậy, mười mấy vị cường giả dòng thứ, mặt đầy ngơ ngác. Cái cô nàng nhiếp vội yêu này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cô mà tới nữa, chúng tôi đánh thật đấy. Một vị cường giả cổ tộc dòng thứ, nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh giọng quát lên. Bọn họ né tránh khắp nơi, nhưng mà cô nàng này, lại ra tay rất nặng. Diệp Oản Oản cũng không mở miệng giải thích, ung dung thản nhiên quan sát người đàn ông áo đen. Không bao lâu, Diệp Oản Oản lựa đúng thời cơ, Dao găm trong tay hung hăng đâm thẳng về phía gã ta. Chỉ bất quá, phản ứng của người áo đen lại nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt, cả người ngay lập tức hơi nghiêng về phía sau. Mặc dù dao găm diệp oản oản không thể lấy mạng của người đàn ông hắc bào, nhưng mà cộc một tiếng vang nhỏ, chiếc mặt nạ bằng gỗ trên mặt gã ta lại bị dao găm đánh bay. Sau khi nhìn thấy gương mặt cực kỳ quen thuộc bên dưới lớp mặt nạ gỗ kia, Diệp Oản Oản đờ đẫn tại chỗ, trong đầu trống rỗng, thật giống như quên mất cả hô hấp. Mặt mũi thanh tú, mang theo một nụ cười mỉm vô hình, hết sức quen thuộc, nhưng lại vạn phần xa lạ. Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ tới, phía dưới mặt nạ kia, lại sẽ có thể là một gương mặt như vậy. Một khuôn mặt khiến cho nàng rối ruột rối gan. Em càng ngày càng thuần thục đấy. Khuôn mặt người nọ lộ ra một nụ cười, nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói cách đó không xa tứ đại thế gia nhiếp kỳ lăng bao gồm cả thẩm gia ở bên trong đồng loạt nhìn về phía người đàn ông áo đen kia sau khi nhìn thấy hình dáng của người đàn ông thần bí nọ vẻ kinh ngạc không kém diệp oản oản chút nào không một ai có thể nghĩ ra cái vị nam nhân hắc bào cùng hung cực ác kia lại có mặt mũi quen thuộc đến vậy có đoán cũng không thể ngờ tới người đàn ông này lại sẽ có thể xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn là lấy loại thân phận này Rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ cái gì? Tại sao phải làm ra loại sự tình này? Mục đích của hắn vậy là cái gì? A à Cửu, người kia, hắn không phải. Tạ Thiên Xuyên nhìn người áo đen ở bên cạnh Diệp Oản oản một cái, chợt lại nhìn sang Tư Dạ Hàn ở một bên. Chương 2237, vẫn là anh hùng trong lòng em sao? Theo lời của Tạ Thiên Xuyên vừa dứt tiếng, mặt Giang Ly Hận cũng đầy vẻ kinh ngạc, A à Cửu. Không thể nào tại sao là anh ấy, rốt cuộc anh ấy đang làm cái gì? Tư giả hàn nhìn về phía người đàn ông áo đen, thần sắc như thường, trong một đôi mắt, không có chút dao động nào, như là đã sớm ngờ tới kết quả sẽ là như thế. Xem ra, là lúc nên lựa chọn rồi. Hồi lâu sau, lúc này tư giả hàn mới mặt không cảm xúc mở miệng nói. Lựa chọn. Nghe tư giả hàn nói, tạ thiên xuyên và giang ly hận đều sướng sờ, hoàn toàn không hiểu, lựa chọn, trong miệng tư giả hàn rốt cuộc là ám chỉ cái gì? A à cửu, cậu là để cho ai lựa chọn? Tạ Thiên Xuyên hỏi. Tư giả hàn nhìn một cái diệp oản oản ở xa xa, chỉ chốc lát sau, lãnh đạm nói, cô ấy, tôi, và cả chúng ta. Giờ phút này, người áo đen nhìn diệp oản oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt mang theo một nụ cười khó hiểu, hẳn là sẽ rất giật mình đi. Anh! Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, thân thể khẽ run lên. Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ tới, trong lúc mình còn sống trên đời, còn có thể thấy được người anh hùng vĩ đại trong lòng mình. Càng không hề nghĩ rằng là sẽ gặp mặt ở bên dưới tình huống như thế này. Làm sao, bây giờ em nhìn một chút, anh vẫn là anh hùng trong lòng em sao? Nhiếp vô danh nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Tiểu tử thúi, người nổi điên làm cái gì đó? Trong đám người, nhiếp gia chủ hướng về nhiếp vô danh, nghiêm nghị quát lên nhiếp gia chủ và chủ mẫu sau khi nhìn thấy nhiếp vô danh thậm chí không thể phục hồi lại tinh thần trước đó không phải là vô ưu nói cho bọn họ biết vô danh đang nhận một đơn đặt hàng lớn đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ sao chẳng lẽ cái gọi là đơn đặt hàng lớn được nhiếp vô danh nhận là trợ giúp dòng chính nói cách khác nhiếp vô danh bị dòng chính thuê đồ khốn kiếp nhà ngươi não bị lừa đá đơn hàng của dòng chính mà ngươi cũng dám nhận nhiếp gia chủ tức giận chửi xối xả. Nghe nhiếp gia chủ trách mắng, chân mày nhiếp vô danh hơi hơi nhíu lại, lúc này, ánh mắt lạnh như băng rơi ở bên cạnh nhiếp gia chủ có thể câm miệng của ông lại không? Mày, nói cái gì, nhiếp gia chủ thần sắc kinh ngạc, nhiếp vô danh, bảo ông im miệng. Còn không đợi nhiếp gia chủ tiếp tục lên tiếng, Diệp Oản Oản lại hướng về nhiếp gia chủ lắc đầu một cái, ra hiệu cho ông chớ nên tiếp tục nhiều lời. Nhiếp gia chủ cắn răng nghiến lợi, Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, Diệp oản oản lần nữa nhìn về phía nhiếp vô danh. Nàng thật giống như hiểu ra một ít chuyện. Có lẽ, trong nháy mắt khi nhìn thấy nhiếp vô danh xuất hiện, tất cả nghi vấn cũng đều dần dần tản đi. Từ lúc ban đầu tại Hoa Quốc, nhiếp vô danh để cho người đi cướp đoạt chiếc nhẫn của mình, mục tiêu vẻn vẹn chẳng qua là chiếc nhẫn, lại chưa bao giờ có ý định muốn hại nàng. Kaka thật ra thì Hàn Anh phải biết, chiếc nhẫn này là giả đi. Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, tại sao thật, tại sao giả. Nếu như em đoán không lầm, chiếc nhẫn này chắc là do chính anh đích thân tạo ra. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Không hổ là em gái của anh, đoán không sai." Nhiếp Vô Danh vuốt cằm nói. Khả năng chế tác của Nhiếp Vô Danh có thành tựu cực cao. Ban đầu ở Hoa Quốc, thời điểm lần đầu Diệp Oản Oản gặp được anh, nhiếp vô danh đang bày hàng vỉa hè, mà giá cả đồ chế tác thủ công trên sạp hàng không hề rẻ, cũng là do nhiếp vô danh tự tay chế tạo. Thật ra thì, chiếc nhẫn này không có quan hệ gì cùng tử vong hoa hồng. Nhưng cũng không hẳn vậy, chắc là thuộc về loại nhẫn cặp cho tình nhân cùng với chiếc nhẫn của cô chúng ta, phải không? Diệp Oản Oản nói. Đúng vậy, anh tự mình làm. Nhiếp vô danh cười nói. chương 2238, cô họ nhiếp vô danh vừa dứt tiếng, chuyện cũ hiện lên trong lòng Diệp Oản Oản. Năm đó, nhiếp vô danh còn trẻ tuổi rời nhà, được đưa tới bên chỗ một người họ hàng xa, bà Hai, để học nghệ. Bà Hai là em gái bà con xa của ông nội, tộc trưởng Lăng Gia. Mặc dù bối phận tương tự tộc trưởng Lăng Gia, nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn gần 30 so với tộc trưởng. Chỉ bất quá, bà Hai võ nghệ siêu quần, can đảm cực cao, giáo dục đối với hậu bối cũng vô cùng không tầm thường cho nên năm đó tộc trưởng lăng gia cũng không thèm quan tâm sự đồng ý của nhiếp chủ mẫu và gia chủ tự tiện đem nhiếp vô danh đưa tới chỗ bà hai sự giáo dục của bà hai cực kỳ nghiêm khắc mặc dù nhiếp vô danh chịu nhiều đau khổ nhưng cũng học được một thân bản lĩnh bà hai có một người con gái tên là lăng miểu tính ra nàng có bối phận là cô họ của nhiếp vô danh chỉ bất quá tuổi tác lại tương đương với anh hai người nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng Hai người sống chung cực kỳ hài hòa. Không lâu sau, tuy là Nhiếp Vô Danh quay trở về Độc Lập Châu, nhưng lại cũng chưa từng gián đoạn liên lạc cùng Lăng Miểu. Chẳng qua là Diệp Oản Oản từng nghe Nhiếp Vô Danh nói, anh ấy và cô của anh, Lăng Miểu, yêu nhau. Khi lần đầu tiên Diệp Oản Oản nhìn thấy Lăng Miểu, lại là vào lúc Lăng Miểu gặp phải sự vây công của các thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu. Là do ông ngoại sắp đặt, cuối cùng hại chết Lăng Miểu. Ông ngoại dùng mạng Nhiếp Vô Danh Uy hiếp lăng miểu, khiến cho cô một thân một mình đến nơi hẹn. Diệp Oản Oản nhớ mang máng, lăng miểu trưởng thành vô cùng ngọt ngào động lòng người, nhưng khí chất lại hoàn toàn ngược lại, lạnh lùng đến dị thường, giống như một khối băng lạnh buốt, người ngoài rất khó sống chung. Mà vào trước khi lăng miểu chết, cô ấy đem chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tử Vong Hoa Hồng, tự tay giao cho Diệp Oản Oản, cũng hỏi thăm Diệp Oản Oản, nhiếp vô danh có an toàn hay không. Đến nay Diệp Oản Oản cũng rất khó quên được hình ảnh năm đó, Lăng Miểu thỏa mãn sau khi biết được nhiếp vô danh cũng không gặp nguy đến hiểm tánh mạng. Đây là tất cả ký ức của Diệp Oản Oản. Ngày trước, nhiếp vô danh tài hoa xuất chúng, trí tuệ của anh, thậm chí không kém gì kỳ tu nhiễm. Chỉ bất quá, ký ức của nàng bị thay đổi, sau khi gặp lại nhiếp vô danh, cũng thấy anh thay đổi theo, giống như là trở thành một người khác. Trở lại độc lập châu, sau khi khôi phục thân phận của nhiếp vô yêu, cha mẹ từng nói qua, Nhiếp Vô Danh là chịu phải đả kích năm đó. Nhưng hiện tại, liên tưởng tới lá thư Kỳ Tu Nhiễm để lại cho nàng này. Nội dung trong thư là, anh cũng không có mộng tưởng gì lớn lao, chỉ muốn có một mẫu ruộng tốt, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, làm chút buôn bán lẻ, bình thản sinh hoạt. Giờ phút này, Diệp Oản oản đoán rằng, Kỳ Tu Nhiễm dùng một câu nói vô cùng mịt mờ biểu đạt ra chân tướng. Thứ cái này ám chỉ, căn bản chính là Nhiếp Vô Danh cho nên, trong thư kỳ tu nhiễm mới có thể nhắc nhở nàng, không nên lại đi điều tra. Còn nữa, trên tờ giấy kỳ tu nhiễm xé nát, thật ra thì cũng đã viết lên chân tướng và quá trình. Căn bản không phải là nhiếp vô danh bị kích thích mà biến thành bộ dáng hiện nay, chân tướng hẳn là vì anh bị kỳ tu nhiễm thôi miên. Rất có thể là kỳ tu nhiễm khiến cho nhiếp vô danh quên đi đoạn ký ức này. Mà trên tờ giấy còn nói, thôi miên mất đi hiệu lực, anh ấy đã trở về rồi ý tứ có thể là, sức mạnh ý chí của nhiếp vô danh quá mức lớn mạnh, một lần nữa anh đã nhớ lại đoạn chuyện xưa kia. Là kỳ tu nhiễm thôi miên anh đúng không? Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp vô danh hỏi. Nghe tiếng, nhiếp vô danh khẽ mỉm cười, không thể không nói, thành tựu thôi miên của tu nhiễm, thiên hạ vô song. Anh nói với cậu ta, anh muốn cho tất cả các thế lực lớn nhỏ của độc lập châu từng tham dự vây quét lăng miểu phải vạn kiếp bất phục, cậu ta lại không đồng ý. Thậm chí còn thôi miên anh sau khi thôi miên, anh quên mất cô ấy, chỉ muốn kiếm tiền và phát tài, như bị ma quỷ ám ảnh. Không đợi Diệp Oản Oản lên tiếng, nhiếp vô danh tiếp tục nói, chiếc nhẫn này, cực kỳ tương tự như chiếc nhẫn kia của Lăng Miểu, là nhẫn tình nhân do chính anh làm, không có bất cứ quan hệ nào cùng tử vong hoa hồng. Nhưng sau khi anh bị thôi miên, ngay cả chiếc nhẫn này cũng đã không nhớ. Cho nên, nó mới có thể bị anh cởi ra khỏi tay, nhét vào nhiếp ra. Nếu không, làm sao em có thể trộm được chứ? chương 2239, mục đích thực sự. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh gần trong gang tấc, sau hồi lâu yên lặng, lúc này mới lên tiếng nói, thật ra thì, thôi miên của kỳ tu nhiễm đối với anh, đã sớm mất hiệu lực rồi đi. Nhiếp vô danh gật đầu một cái, thôi miên mặc dù lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng chỉ duy trì thời gian nửa năm. Cho nên, thời điểm ban đầu anh đến Hoa Quốc tìm em, sớm đã không phải là ở trong trạng thái thôi miên. Diệp Oản Oản trầm tư nói: "Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, "Ừ, chỉ bất quá, ban đầu lần đầu tiên gặp em ở Hoa Quốc, chẳng qua chỉ là cảm thấy em có chút giống Vô Ưu, thật đúng là không nhận ra." "Như thế, anh đến Hoa Quốc tìm em, rốt cuộc là vì cái gì?" Diệp Oản Oản hỏi. "Tìm em chính là tìm em, không có nhiều lý do như thế." "Đương nhiên, cũng vì tìm chiếc nhẫn về." Nhiếp Vô Danh đáp đúng sự thật. Diệp Oản Oản cũng không phản bác gì chiếc nhẫn nhiếp vô danh đeo trên tay kia tuy là do anh tự mình luyện chế không có bất cứ quan hệ nào cùng tử vong hoa hồng nhưng đối với nhiếp vô danh mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại chiếc nhẫn này tượng trưng cho tình cảm của anh và lăng miểu diệp oản oản tin tưởng cho dù dùng chính chiếc nhẫn kia của mình đi đổi với chiếc nhẫn này của nhiếp vô danh anh cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý vậy trước đó tại sao anh lại để cho dòng chính đi cướp một chiếc nhẫn khác diệp oản oản nhìn về phía nhiếp vô danh hỏi rất đơn giản nhiếp vô danh khẽ mỉm cười trả lời nếu như chiếc nhẫn kia ở trên tay anh anh sẽ có thể điều động lực lượng càng thêm mạnh mẽ phá hủy độc lập châu dễ như trở bàn tay nhưng mà sau đó tại sao anh lại buông tha diệp oản oản tiếp tục đặt câu hỏi nghe diệp oản oản nói vậy nhiếp vô danh chìm vào trong yên lặng nếu không thì sao hồi lâu sau nhiếp vô danh lắc đầu một cái, em dẫu có chết cũng không muốn giao ra, chẳng lẽ, muốn cho anh thật vì chiếc nhẫn kia mà giết em sao? Em hiểu rồi, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Hiện nay xem ra, thật ra thì, đã cực kỳ sáng tỏ. Năm đó, sau khi Lăng Miểu chết, nhiếp vô danh rơi vào trạng thái điên cuồng, muốn vì Lăng Miểu báo thù, hủy diệt tất cả các thế lực lớn nhỏ tham dự vây quét Lăng Miểu. Mà những thế lực lớn nhỏ này, gần như bao trùm toàn bộ độc lập châu. Nguyên bản, nhiếp vô danh tìm tới kỳ tu nhiễm, là muốn để cho kỳ tu nhiễm giúp anh một tay. Nhưng trong lòng kỳ tu nhiễm lại không đành lòng, cũng không muốn nhìn thấy nhiếp vô danh đau khổ như vậy, thuận tiện lấy thủ đoạn thôi miên, khiến cho nhiếp vô danh quên mất đoạn ký ức này. Hơn nữa, anh còn đem tính cách nhiếp vô danh cải biến thành tham tiền như mạc, một con buôn chỉ vui khi kiếm tiền. Như vậy thứ nhất, nhiếp vô danh bồn ba mỗi ngày, bề bộn lo việc kiếm tiền, vui này buồn kia, đối với nhiếp vô danh mà nói, hẳn cũng coi như là một chuyện may mắn. Nhưng mà, khiến kỳ tu nhiễm không ngờ đến chính là, sức mạnh ý chí của nhiếp vô danh, thật sự là mạnh mẽ đến quá đáng. Bất quá thời gian chỉ vẻn vẹn nửa năm, thôi miên của kỳ tu nhiễm cũng đã mất đi hiệu lực. Từ khi nhiếp vô danh nhớ lại hết thảy, anh liền lấy thân phận của người áo đen, trở thành quân sư của dòng chính, tỏ vẻ muốn giúp dòng chính lần nữa khống chế độc lập châu. Nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Năm đó, bên phía dòng chính cũng tham dự vây quét Lăng Miểu. Sở dĩ Nhiếp Vô Danh nguyện ý trợ giúp dòng chính, hoàn toàn là muốn sớm kích động đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ bùng nổ. Trong lòng Nhiếp Vô Danh hiểu rõ, một khi đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ nổ ra, những thế lực lớn nhỏ kia của Độc Lập Châu sẽ không cách nào thờ ơ không quan tâm, toàn bộ cũng đều sẽ phải tham dự vào trong đó. Mà mục đích thật sự của Nhiếp Vô Danh là muốn để cho dòng chính và dòng thứ chém giết lẫn nhau lấy mạng đổi mạng, bao gồm những thế lực lớn nhỏ ủng hộ dòng chính và dòng thứ kia. Nghĩ đến đây, trên chán Diệp Oản Oản không khỏi thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. chương 2240, Huy Hoàng Đỉnh Phong một thời. Kế hoạch của nhiếp vô danh, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng ác độc vạn phần. Trong ngày thường, nhiếp vô danh một mực luôn ngụy trang thành bộ dáng tham tiền. Mà trên thực tế, lớp ngụy trang này đem đến hiệu quả cực kỳ vi diệu, toàn bộ độc lập châu, không một ai sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người một vị con ông cháu cha như vậy. Cho dù anh đã từng nắm giữ qua vị trí huy hoàng đỉnh phong một thời, nhưng mọi người chỉ sống ở hiện tại. Thậm chí, cuối cùng nhiếp vô danh dùng chiêu giả chết, man thiên quá hải sao. Không một ai sẽ ngờ tới, trận đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ này, tất cả đều là kế hoạch do nhiếp vô danh một tay bày ra. Sao man thiên quá hải, man thiên cua hai, một trong 36 kế dấu trời qua biển lợi dụng sương mù để lẩn trốn nhiếp linh lung biết thân phận của anh sao một lát sau diệp oản oản hỏi nhiếp vô danh khẽ xì một tiếng lắc đầu một cái ả à ta như thế nào mà biết được nhiếp linh lung bất quá chẳng qua là một con cờ trong tay anh mà thôi thật ra thì anh vốn là muốn trước tiên để cho cô ta khống chế nhiếp gia sau đó cùng hợp tác với võ đạo liên minh công hội lật đổ toàn bộ tứ đại thế gia để cho tứ đại thế gia cuối cùng trở thành con át chủ bài trong tay anh để cho anh tùy nghi sử dụng. Đáng tiếc, Nhiếp Linh Lung quá mức ngu xuẩn, cho nên anh không thể lấy được tứ đại thế gia, cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức giả chết để man thiên quá hải, ý đồ tránh được sự điều tra của trọng tài hội. Diệp Oản Oản tiếp tục suy luận. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh cười nói, không sai, việc anh giả chết đích xác là muốn lừa gạt trọng tài hội, nhưng cũng không phải là sợ trọng tài hội điều tra, mà là có liên quan đến kế hoạch sau đó của anh nếu như kế hoạch lần này thành công anh sẽ đối phó trọng tài hội bọn họ nhất định không đoán được một người chết sẽ ở sau lưng cùng bọn họ đánh cờ đi diệp oản oản nhìn nhiếp vô danh hơi nhíu mày bởi vì quan hệ của mình từ đó phá đi thân phận của nhiếp vô danh nếu như lại cho nàng một cơ hội nàng sẽ không như thế đối với việc nhiếp vô danh sẽ bố trí một bố cục lớn như vậy diệp oản oản cũng sẽ không quá mức giật mình hay phản cảm tình cảm giữa nhiếp vô danh và lăng miểu, trong lòng nàng hiểu rõ. Ban đầu, sau khi bị kỳ tu nhiễm thôi nguyên, nhiếp vô danh không biết lai lịch chiếc nhẫn kia của anh, cảm thấy không vừa mắt, cho nên nhét vào nhiếp ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Oản Oản dẫn không sợ minh, lẻn vào nhiếp ra trộm một vòng. Càng trùng hợp chính là, chiếc nhẫn nhiếp vô danh nhét vào nhiếp ra, cũng bị Diệp Oản Oản trộm đi. Cho nên, mấy năm nay, nhiếp vô danh không đơn thuần là đang tìm kiếm nàng, mà phần nhiều là đang đi tìm kiếm chiếc nhẫn tình nhân tượng trưng cho tình cảm giữa anh và lăng miểu ca ca em hỏi anh lại một lần nữa ông ngoại là anh giết à diệp oản oản đi tới bên cạnh nhiếp vô danh thấp giọng hỏi đây là đối thoại riêng giữa nàng và nhiếp vô danh không một ai có thể nghe thấy có phải hay là không hiện nay mà nói có quan trọng không nhiếp vô danh cho ra một câu trả lời lập lờ nước đôi được anh không cần phải nói Diệp Oản Oản nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, tộc trưởng của tộc dòng thứ nào đó tức giận quát lên, Khương tộc trưởng, chuyện giữa dòng chính và dòng thứ chúng ta, tạm thời để ở một bên. Hôm nay, trước đem tên tiểu xúc sinh này trừ đi, căn bản là hắn muốn kéo toàn bộ thế lực lớn nhỏ độc lập châu lấy mạng đổi mạng, chính mình ngồi làm ngư ông thủ lợi. Theo vị tộc trưởng dòng thứ nọ rứt tiếng, tộc trưởng dòng chính híp cặp mắt lại, cười lạnh, được, ta chính đang có ý đó, bất kể như thế nào, Dòng chính và dòng thứ vốn là cùng một nguồn cội, coi như là muốn phân thắng bại, cũng không thể chịu đựng việc bị người bên cạnh lợi dụng. Rất nhanh, các thế lực lớn nhỏ ủng hộ dòng thứ và dòng chính, đồng loạt đưa cặp mắt lạnh nhìn về phía nhiếp vô danh, trong mắt tỏa ra sát ý kinh người. Ha, chỉ bằng đám phế vật tầm thường này, các người cũng muốn lấy mạng của nhiếp mỗ ta sao? Khóe miệng nhiếp vô danh khẽ nhếch lên, quét mắt qua toàn trường một cái dù là bây giờ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ độc lập châu, lại vẫn không hề có bất kỳ sợ hãi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2240